Các bạn thân mến, đã kịp chuyển chữ, mong rằng các bạn thông cảm đừng thắc mắc, sau này ra ít hay chậm quá. Do chuyển chữ ra nhanh hay chậm thôi, cảm ơn. Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 91, Giả Bộ. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, không thể phủ nhận rằng, người phụ nữ này rất đẹp, duyên dáng thướt tha, trông rất yếu đuối mỏng manh, hắn vừa nhìn đã mến. Nhìn thấy Diệp Quân quan sát mình, người phụ nữ cũng không tức giận, mà chỉ nhìn hắn, bởi vì cô ta không thấy bất kỳ ý xúc phạm nào từ trong mắt hắn. Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ lại hơi đề phòng, trực giác cho biết, kiếm tu này không đứng đắn lắm. Diệp Quân đột nhiên nói, cô nương tên là gì? Người phụ nữ nói, tên ta là Tức Mặc Lan, còn người bên cạnh là ca ca của ta, tên là Tức Mặc Khô. Diệp Quân tiếp tục hỏi, hai người cũng là người của một trong 9 tộc chiêu võ à? Người phụ nữ ngập ngừng một lúc, sau đó gật đầu. Diệp Quân nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này ta đã gặp không ít người trong 9 tộc chiêu võ rồi. Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy hơi tò mò, Diệp công tử còn gặp những người khác trong 9 tộc chiêu võ hả? Diệp Quân gật đầu, nhưng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà chỉ nói, Lan cô nương, cô nói giả bộ là giả bộ như thế nào? Tức Mặc Lan suy nghĩ một lát, sau đó nói, thật ra ác đạo minh đưa ra phần thưởng cao như vậy, trong tình huống bình thường thì khả năng là không có ai dám tấn công Diệp công tử, bởi vì chuyện này không bình thường. Nhưng e rằng sẽ có một vài kẻ ngốc, nếu là tán tu ngu ngốc thì còn tốt, cứ giết là được, nhưng nếu là người của 9 tộc chiêu võ và 2 đại tông phái mà giết thì sẽ rất phiền phức. Diệp Quân khẽ cau mày, 2 đại tông phái. Tức Mặc Lan trần chờ một lát, sau đó nói, Diệp công tử chưa từng nghe nói đến sao. Diệp Quân gật đầu, nói thật, ta mới tới nơi này, cũng không biết nhiều về thế lực nơi này lắm. Tức Mặc Lan gật đầu. Sau đó giải thích, 9 tộc chiêu võ từng là 9 đại gia tộc thượng cổ của thời đại kỷ nguyên chiêu võ. Xếp theo thứ tự lần lượt là tộc Thiên Võ, Thủy Tộc, tộc Tức Mặc, tộc Hoành Sơn, Lệ Tộc, tộc Tư Khấu, tộc Phu Mã, tộc Nguyên Quan, tộc Nam Nhất. 9 tộc chiêu võ năm đó đều thuộc thực lực nền văn minh vũ trụ cấp 5. Sau đó bởi vì nền văn minh thiên hành xâm lược, nên kỷ nguyên chiêu võ bị hủy diệt, 9 gia tộc xuống dốc. Nói đến đây, trong mắt cô ta lóe lên một tia phức tạp. Sắc mặt của Tức Mặc Khô đứng sau lưng cô ta cũng trở nên u ám. Bọn họ đã từng là gia tộc lớn, cũng từng rất huy hoàng, nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ, thế hệ trẻ như họ đang phải gánh vác trọng trách phục hưng nền văn minh. Nhưng quả thật rất khó. Diệp Quân nói, trước kia ta có nghe bạn ta nói rằng nếu 9 gia tộc liên thủ thì sẽ có cơ hội để đối phó với nền văn minh thiên hành. Có phải không? Tức Mặc Lan gật đầu, nghe các trưởng lão trong tộc nói thì đúng là như vậy, nhưng khi đó nội chiến giữa 9 gia tộc quá nghiêm trọng, thậm chí giữa các gia tộc còn có huyết hải thâm thù, cộng thêm lúc đó mọi người không ai coi trọng nền văn minh thiên hành, cho nên đã bị nền văn minh thiên hành tiêu diệt. Diệp Quân trầm giọng nói, nền văn minh thiên hành thật sự chỉ là nền văn minh vũ trụ cấp 5 sao? Tức Mặc Lan nói, đúng vậy. Chẳng qua bọn họ là nền văn minh vũ trụ hàng thật giá thật, còn 9 tộc bọn ta thực sự là hữu danh vô thực, bất kể khoa học kỹ thuật hay võ công, bọn ta đều kém xa nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nhẹ giọng nói, thì ra là vậy, thế còn 2 đại tông phái là gì? Tức Mặc Lan nói, 2 đại tông phái lần lượt là Thái Thượng Tông và Quang Âm Tháng Năm Tông, 2 đại tông phái này đều đã rất lâu đời, không ai biết vị trí cụ thể của họ. Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút sau đó nói tiếp, thật ra còn có một quốc gia gọi là Đại Chu. Diệp Quân đột nhiên có hứng thú, Đại Chu. Tức Mặc Lan gật đầu, đúng vậy, chẳng qua thực lực của Đại Chu bây giờ kém xa so với trước đây, thời kỳ đỉnh cao của Đại Chu là thời đại của Thủy Tổ Đại Chu, khi đó, thực lực của Đại Chu rất mạnh, vì vậy ở Đăng Thiên Vực, Đại Chu cũng có thể được xếp trong hàng ngũ đứng đầu, nhưng bây giờ bọn họ không còn cường giả có thể đến đây nữa. Vì vậy bọn họ đang dần bị lãng quên, Diệp Quân gật đầu nói tiếp, ác đạo minh thì sao? Tức Mặc Lan trầm giọng nói, thế thực này rất thần bí, bởi vì quá thần bí, cho nên không ai biết thực lực của bọn họ mạnh như thế nào, chỉ biết rằng cho dù là 9 tộc chiêu võ cộng với 2 đại tông phái đều sẽ không tùy tiện đi khiêu khích bọn họ. Ác đạo minh.
Diệp Quân im lặng không nói gì nữa. Mặc dù hắn đã từng đánh nhau với Ác Đạo Minh nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không biết thực lực thật sự của Ác Đạo Minh mạnh đến thế nào. Hơn nữa, lần này không biết vị điện chủ nào sẽ âm thầm nhắm vào hắn. Tức Mạc Lan trầm giọng nói, Diệp công tử, quay lại chủ đề mà chúng ta vừa mới nói, nếu người của 9 đại gia tộc cùng 2 đại tông phái nhắm vào ngươi, mà ngươi giết bọn họ, thì chắc chắn sẽ dính vào nhân quả, kết quả như vậy chính là những gì mà Ác Đạo Minh mong muốn. Diệp Quân cười nói, sẽ có người tới giết ta sao? Tức Mạc Lan nói, trong tình hình bình thường thì sẽ không, bởi vì chuyện này quá không bình thường, như chỉ sợ đầu óc của mấy người đó có vấn đề. Phải biết rằng, những mối thù đẫm máu đều do một mâu thuẫn cá nhân nhỏ gây ra, ta nghĩ Diệp công tử nên giả bộ một chút. Diệp Quân bỗng nhiên cảm thấy hơi tò mò, giả bộ như thế nào? Tức Mạc Lan trầm giọng đáp, thực sự không dám giấu. Ta cũng không giỏi. Trong việc giả bộ cho lắm. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta lại càng không giỏi. Tiểu Tháp. Tức Mạc Lan suy nghĩ một chút sau đó nói, khoác lác một chút thử xem. Diệp Quân trợn mắt nhìn, khoác lác. Tức Mạc Lan gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, vậy cứ nói cả nhà ta vô địch nhé. Không, không. Tức Mạc Lan vội vàng nói, đừng khoác lác quá, không chân thật, người khác sẽ không tin, người khoác lác bình thường một chút là được. Diệp Quân im lặng. Tiểu Tháp. Tức Mạc Lan lại nói, cứ nói cha ngươi là cường giả trên cảnh giới khai đạo, được không? Tiểu Tháp. Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu, được. Lúc này, Tức Mạc Khô đột nhiên nói, như vậy có phải khoác lác hơi quá không? Diệp Quân. Tức Mạc Lan gật đầu, không đâu, bởi vì nếu quá thấp thì người ta sẽ không kiêng dè nữa. Tức Mạc Khô cảm thấy bất đắc dĩ nói, thôi được. Tức Mạc Lan nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, chuyện này ta sẽ xử lý thay ngươi, nhưng có lẽ không bao lâu chuyện này sẽ truyền khắp Đăng Thiên Vực, khi ngươi đến phố đạo nhớ kiêu ngạo một chút, để cho người ta vừa nhìn đã biết ngươi có chỗ dựa vô cùng lớn mạnh, khiến họ cảm thấy, cha ngươi thật sự là cường giả trên cảnh giới khai đạo. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu, phố đạo này là gì? Tức Mạc Lan nói, phố đạo là một nơi đặc biệt ở Đăng Thiên Vực, ở chỗ này sẽ có người thường tiến hành giao dịch, vật đổi vật, không có trật tự, nhưng cũng không loạn. Bởi vì những người dám đến nơi này đều có thực lực không yếu, mọi người kiêng dè lẫn nhau, ngược lại còn sống yên ổn với nhau. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tức Mạc Lan nhìn thoáng qua quả đạo linh trước mặt, muốn nói lại thôi. Diệp Quân cười nói, Lan cô nương, quả này là ta tặng cô cứ nhận đi. Tức Mạc Lan hành lễ, vậy cảm ơn Diệp công tử. Dứt lời, cô ta cầm lấy quả đạo linh. Thật ra, cô ta rất ngại, bởi vì không có công không nhận thưởng, cô ta chỉ để lộ một chút tin tức, nhận thần vật như vậy thì hơi nhiều, nhưng cô ta lại không cách nào từ chối, bởi vì cô ta đã nhận ra đây là vật gì, đây là quả đạo linh do tiên đạo thụ của thủy tộc kết quả. Nếu là trước đây, một quả đạo linh như vậy chẳng là gì với tộc Tức Mặc, nhưng hiện giờ dẫu sao tộc Tức Mặc cũng không còn như năm đó nữa, vì vậy một quả đạo linh vô cùng quan trọng với cô ta. Do đó cô ta chỉ có thể giúp đỡ Diệp công tử nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Tức Mặc Lan lại nói, Diệp công tử, mặc dù tộc Tức Mặc ta không còn mạnh như trước, nhưng vẫn vài tai mắt ở Đăng Thiên Vực, nếu có động tĩnh gì ta sẽ báo cho ngươi đầu tiên. Diệp Quân cười nói, cảm ơn cô. Tức Mạc Lan vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, sau này nếu Diệp công tử có việc cần ta làm, cứ việc dặn dò là được. Diệp Quân cười nói, vậy sau này có thể sẽ làm phiền nhiều rồi. Tức Mạc Lan mỉm cười nói, được, Diệp công tử, bây giờ ta sẽ đi sắp xếp, đợi sau khi tin tức cha cậu là cường giả cảnh giới trên khai đạo truyền khắp Đăng Thiên Vực thì Diệp công tử có thể đi một chuyến đến phố đạo. Nhớ kỹ phải kiêu ngạo một chút. Diệp Quân gật đầu, được, đến lúc đó ta nhất định sẽ kiêu ngạo. Tức Mạc Lan gật đầu, không nói gì nữa, đưa ca ca của mình xoay người rời đi. Đợi hai người rời đi, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, mục tiêu của hắn bây giờ là phải đi đến trọng thiên thứ hai. Thật ra thực lực thiên khải cũng đủ mạnh, nhưng vì đối phương bị đại đạo áp chế và vấn đề bản thân ông ta, cho nên thực lực đã giảm đi nhiều.
do đó bây giờ vẫn không có quá nhiều uy hiếp đối với hắn. Diệp Quan cần tìm một đối thủ mạnh hơn, tốt nhất là cho hắn cảm nhận được mối nguy hiểm kề cận cái chết. Ngoài điều này ra, còn có một kế hoạch nảy sinh trong đầu hắn. Nơi này có Cửu Trọng Thiên, nói cách khác, sẽ có ít nhất 9 vị cường giả tuyệt thế, mà 9 vị cường giả tuyệt thế này đều bị đại đạo trấn áp ở đây. Nếu hắn thu phục được 9 vị cường giả này, mẹ kiếp, thế thì lật đổ ác đạo minh luôn. Diệp Quân rất phấn khích. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, càng lên cao, người ta lại càng mạnh, mà các cường giả tuyệt thế đó không thể dễ dàng thần phục người khác, vì vậy hắn phải thận trọng, nếu không đến khi lấy ra kiếm Thanh Huyền, có thể không thu phục được người ta, ngược lại còn rước họa vào thân. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, hắn đi tới hòn hải đảo, tiền đạo thụ thứ hai đã hoàn toàn lớn lên, không chỉ như vậy, phía trên đã kết trái được hơn 20 quả đạo linh, vẫn chưa hoàn toàn chín hẳn. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Diệp Quân nhất thời nhếch lên. Bây giờ hai cây cộng lại, hắn có khoảng hơn 60 quả đạo linh. Sức hấp dẫn của quả đạo linh đối với cường giả cảnh giới khai đạo thực sự quá lớn. Đương nhiên, tất cả công lao đều thuộc về thời không đặc biệt trong tiểu tháp, ở trong tháp 10 năm bằng bên ngoài một ngày, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có được quả đạo linh nhanh như vậy, nếu ở bên ngoài thì chắc là hắn trồng cây, còn con cháu hưởng thụ. Thứ duy nhất khiến hắn đau đầu là tiên đạo thụ quá hao tốn tổ mạch. 100 năm ít nhất cũng phải tiêu hao hết 100 tổ mạch. Tuy hiện giờ tổ mạch của hắn vẫn còn nhiều, nhưng dùng nhiều như vậy cũng hơi đáng sợ. Vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì mỗi lần chăm sóc một cây tiên đạo thụ đến khi kết quả, ít nhất phải hao phí 1-2 ngàn tổ mạch, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không tạo ra cây tiên đạo thụ thứ ba. Sau một thời gian ngắn tu luyện trong tiểu tháp, Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, sau đó rời khỏi trọng thiên thứ nhất. Chỉ chốc lát, Diệp Quân nhìn thấy phố đảo. Phố đảo. Diệp Quân đột nhiên nói, tháp ra, ta nên phách lối thế nào đây? Ha ha. Tiểu tháp. Phố đảo. Thật ra phố đảo rất đơn giản, chỉ là một con đường đầy đất đá, cũng không lớn lắm, dài mấy dặm, rộng mấy trượng. Hai bên chỉ rải rác vài ngôi nhà sập sệ, dân cư thưa thớt, chỉ có vài người buôn bán trên phố đảo. Hơn nữa, sau khi giao dịch xong, họ sẽ vội vã rời đi, thế nên cả phố đảo trông vô cùng vắng vẻ. Hôm nay một thiếu niên bỗng đến phố đảo. Thiếu niên mặc đồ đen, sạch sẽ tinh tươm, thân hình thẳng tắp như giáo kiếm, mày kiếm mắt sao, khí thế uy nghiêm, tóc dài trắng như tuyết, tay trái cầm một thanh trường kiếm màu mực, sải bước đi tới. Khí phách bất phàm. Thiếu niên này vừa đến đã thu hút rất nhiều cường giả trong tối. Diệp Quân. Dĩ nhiên họ không lạ gì Diệp Quân, dù sao người này cũng là người đứng đầu trên bảng xếp hạng treo thưởng của Đăng Thiên Vực hiện nay. 500 viên tinh thể vĩnh hằng cực phẩm. Đây đúng là một khoản tiền cực lớn, nói không dao động là giả. Nhưng người có thể đến đây đều không phải là người tầm thường. Thế nên mặc dù động lòng nhưng không ai ra tay cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì chuyện này vốn dĩ hơi bất thường, mọi người đều thấy lạ, đều không muốn bị ác đạo minh lợi dụng. Hơn nữa cách đây không lâu Đăng Thiên Vực truyền ra một tin đồn, ý đại khái là cha ruột của Diệp công tử này là cường giả đỉnh cấp trên cảnh giới khai đạo. Trên cảnh giới khai đạo. Dĩ nhiên nhiều người đều hừ mũi khinh thường tin đồn này. Hiện giờ vũ trụ hiện hữu vẫn chưa từng xuất hiện cường giả nào trên cảnh giới khai đạo. Cha của Diệp Quân có tài đức gì mà có thể đạt đến trên cảnh giới khai đạo? Mặc dù đa số đều xem thường chế giễu nhưng vẫn không có ai ra tay, vì lai lịch của Diệp Quân chắc chắn không đơn giản, nếu không thì không thể khiến ác đạo minh kiêng kỵ như vậy, thế nên mọi người đều ẩn nấp trong tối quan sát. Đều đang đợi người khác ra tay. Ai cũng muốn ngư ông đắc lợi. Ngay lúc này một cô gái bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Người bước ra chính là Nhất Niệm. Diệp Quân cố ý gọi Nhất Niệm ra, khoảng thời gian này Nhất Niệm đều ở trong tiểu tháp nghiên cứu thời không bí ẩn đó, cô ta đã trầm mê vào nghiên cứu. Thật ra bây giờ trình độ và thao túng của Nhất Niệm với đạo thời gian mới thật sự đáng sợ. Nhưng bản thân cô ta không nhận ra điều này, cũng không quan tâm đến, hiện giờ cô ta một lòng nghiên cứu và đơn giản hóa nó.
sau đó đưa cho Diệp Quân dùng. Diệp Quân chủ động nắm lấy tay Nhất Niệm nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào. Diệp Quân khẽ cười, sau đó kéo Nhất Niệm đi đến phố đạo. Trong bóng tối, Tức Mặc Lan và ca ca của cô ta là Tức Mặc Khô đang nhìn Diệp Quân và Nhất Niệm, ánh mắt Tức Mặc Lan hiện lên vẻ tò mò, vì mặc dù Diệp công tử này là kiếm tu nhưng tính tình lại hiền hòa, tiếp xúc với hắn hệt như chạm vào gió xuân, chẳng có chút khí thế bức người của kiếm tu nào cả, khác hoàn toàn với những kiếm tu mà cô ta từng thấy trước đây. Đa số kiếm tu đều khá cô độc, tính cách lạnh lùng, chỉ coi kiếm là tất cả, nhưng Diệp công tử trước mặt này lại khác. Nếu không cầm kiếm trong tay thì không giống một kiếm tu. Chẳng mấy chốc nỗi lo hiện lên trong mắt Tức Mặc Lan trở thành nỗi lo lắng, vì Diệp công tử không biết khoe khoang lắm. Nếu giả vờ không giống thì không thể đe dọa được vài người nấp trong tối, phải biết là ngôn từ có thể đè chết quân tử, vẻ ngoài có thể chỉnh đốn tiểu nhân. Trong thế gian, có rất nhiều người xem thường người khác. Ngay lúc này Diệp công tử đó dẫn theo cô nương bên cạnh dừng lại ở lối ra vào phố đạo. Diệp Quân nhìn cách bên phải mấy trượng, nơi đó có một tấm bảng gỗ, bên trên ghi hai chữ siêu vẹo, phố đạo. Diệp Quân bỗng bước đến trước tấm bảng gỗ, mọi người đều khó hiểu. Lúc này Diệp Quân dùng hai ngón tay vung thanh kiếm lên, thoáng chốc tấm bảng gỗ đó bị hắn cắt thành từng miếng gỗ nhỏ. Mọi người đều kinh ngạc. Tên này vừa đến đã gỡ tấm biển hiện của phố đạo. Hắn muốn làm gì? Tức Mặc Lan nấp trong tối cũng đầy vẻ khó hiểu, hắn muốn. Tức Mặc Khô nhìn Diệp Quân trầm giọng nói, Tiểu Lan, kiếm tu này không đơn giản, có tính hơi khoe mẽ, muội phải cẩn thận. Tức Mặc Lan hơi bất mãn, ca, Diệp công tử rất tốt. Tức Mặc Khô. Đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Nhất Niệm. Ông lão mặc một chiếc áo bào dài màu đen, nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt không mấy thân thiện, ngươi làm gì vậy? Diệp Quân nhíu mày, ông ở đẳng cấp nào mà xứng nói chuyện với ta? Ông lão sửng sốt. Mẹ kiếp! Mẹ nó chứ, ngươi còn dám ngông cuồng thế à? Câu này của Diệp Quân khiến ông ta ngây người. Mà Diệp Quân lại chẳng để tâm đến ông lão, kéo Nhất Niệm ngồi sang một bên, sau đó lấy một con dê ra. Nướng dê. Thấy thế sắc mặt nhiều người nấp trong tối trở nên kỳ lạ. Tên này chém gãy bảng hiệu của phố đạo là để nướng dê à? Ông lão đó xa sầm mặt mày, làm thế không phải là bắt nạt người khác quá đáng mà là đang sỉ nhục người ta. Dù đằng sau ngươi có người chống lưng cũng không thể làm thế. Không thể nhẫn nhịn được nữa, ông lão sải bước lên trước, vừa định ra tay thì lúc này Diệp Quân bỗng xòe tay ra. Một ngọn lửa bỗng xuất hiện trong tay hắn. Ông lão lập tức ngây người như bị điểm huyệt, ông ta trợn tròn hai mắt như thể nhìn thấy ma. Lúc này tất cả cường giả trong tối cũng đều hóa đá. Lửa. Lửa thiên hành. Rất nhiều cường giả trong tối đều như phát điên. Tên này có lửa thiên hành, lẽ nào hắn đến từ nền văn minh thiên hành sao? Tức Mặc Lan đó cũng trợn tròn hai mắt, trong mắt là vẻ khó tin. Ngay lúc này chỉ thấy Diệp Quân lấy lửa thiên hành trong tay đặt vào trong đống củi đó. Châm lửa. Mọi người đều đờ đẫn. Tên này lấy lửa thiên hành để nướng dê hả? Trò gì đây? Chẳng mấy chốc củi bốc cháy, Diệp Quân bắt đầu nướng dê nhưng hắn không thu lại lửa thiên hành. Diệp Quân ngẩng đầu lên ông lão như bị điểm huyệt ở phía xa, có việc à? Ông lão hoàn hồn, không nói gì. Chỉ xoay người rồi biến mất ở cách đó không xa. Mọi người. Diệp Quân thu hồi tầm mắt bắt đầu chú tâm nướng dê cho Nhất Niệm. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Mọi người đều đang nhìn Diệp Quân ở đằng xa, nói chính xác hơn là nhìn lửa thiên hành đó. Diệp Quân này đến từ nền văn minh thiên hành ư. Trong đầu mọi người đều hiện lên suy nghĩ này, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Sao có thể là nền văn minh thiên hành được chứ? Dù sao nền văn minh thiên hành nhìn thấy nền văn minh khác là phóng hỏa, nếu là nền văn minh thiên hành thật thì e là đăng thiên vực không còn nữa. Lẽ nào là giả? Diệp Quân và Nhất Niệm ngồi trước đống lửa, thịt dê trên tay Diệp Quân đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Nhất Niệm nhìn chằm chằm thịt dê trước mặt, cũng đã chảy nước bọt. Thấy dáng vẻ này của Nhất Niệm,
Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, xong ngay đây. Lúc này nhất niệm bỗng thổi vào đống lửa, lửa thiên hành lập tức trở nên lớn hơn. Diệp Quân nhìn nhất niệm, mỉm cười nhưng không nói gì. Vì ngọn lửa khá lớn nên chẳng mấy chốc thịt dê trong tay Diệp Quân đã được nướng đến chín vàng, mùi thơm tỏa ra xung quanh, cực kỳ hấp dẫn. Diệp Quân xé một cái đùi rồi đưa cho nhất niệm liếm môi, sau đó cầm lấy đùi dê gặm. Diệp Quân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nhất niệm nói, ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với muội đâu. Nhất niệm ngẩng đầu lên cong môi cười với hắn, sau đó tiếp tục ăn. Diệp Quân quay đầu nhìn lửa thiên hành trước mặt, lặng im không nói. Ha ha! Ngay lúc này một âm thanh vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên đi đến. Thiếu niên này mặc một bộ đồ gấm, bên hông buộc một ngọc bội màu xanh cực kỳ chói mắt, trên tay cầm một cái quạt xếp. Tộc Phu Mã! Giọng Tức Mặc Lan bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, Diệp công tử hãy cẩn thận, người này là Vu Mã Ách của tộc Phu Mã. Mặc dù gã chỉ mới ở cảnh giới bình đạo nhưng sức chiến đấu cực kỳ mạnh, hơn nữa trên người gã có rất nhiều bảo vật, thế nên cũng có thể đánh nhau với cường giả cảnh giới khai đạo, hơn nữa đằng sau người này còn có cường giả cảnh giới khai đạo của tộc Phu Mã bảo vệ, nấp ở trong tối, Diệp công tử phải cẩn thận. Tộc Phu Mã. Diệp Quân nhìn Vu Mã Ách, sau đó thu lại tầm nhìn, hắn xé một miếng thịt đưa cho nhất niệm bên cạnh, dĩ nhiên nhất niệm không từ chối. Thấy Vu Mã Ách bước ra, rất nhiều người trong tối đều nở nụ cười. Cuối cùng cũng có người chủ động thử giới hạn của Diệp Quân rồi. Vu Mã Ách chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân và nhất niệm, gã nhìn lửa thiên hành trong đống lửa, cười nói, lửa thiên hành, phải nói là làm cũng rất giống, ta suýt nữa nghĩ đó là thật đấy. Diệp Quân không nói gì, hắn cũng xé một miếng thịt dê gặm. Không thể không nói từ sau khi đem theo những nguyên liệu nấu ăn của hệ Ngân Hà về, thịt nướng ngon hơn trước rất nhiều. Người của hệ Ngân Hà đúng là biết cách tận hưởng. Vu Mã Ách nhìn Diệp Quân, tay phải cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cười nói, nếu ta đoán không lầm thì tin đồn cha ngươi là cường giả trên cảnh giới khai đạo gần đây là do ngươi cố ý bảo người tung ra nhỉ. Sở dĩ ngươi làm thế chắc chắn là muốn thu hút đối thủ, để mọi người nghĩ rằng ngươi không hề tầm thường. Cha ngươi không phải là người bình thường. Nói đến đây, gã lắc đầu khẽ cười, chỉ vào lửa thiên hành nói, bây giờ ngươi đang cố ý làm như vậy càng khiến ta khẳng định ngươi đang cố ý giả bộ, muốn đe dọa mọi người bằng cách khoe khoang này. Ta chỉ có thể nói ngươi thật sự đã nghĩ người khác quá đơn giản rồi, ngươi cho rằng mọi người đều là đồ ngốc cả sao. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn trên tay Vu Mã Ách, không nói gì. Vu Mã Ách nói tiếp. Những người thực sự có hậu thuẫn và lai lịch không bao giờ nói mình có người đứng sau, chỉ có những người không có mới muốn thổi phồng mình lên, như người xưa thường nói, càng thiếu cái gì thì càng muốn thể hiện ra. Diệp Quân cúi đầu gặm thịt dê, không nói gì. Vu Mã Ách nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhíu mày, bình tĩnh thế à? Lẽ nào có chút bản lĩnh thật? Nghĩ đến đây, Vu Mã Ách do dự không thôi. Có ra tay hay không? Lúc này nhất niệm bỗng kéo góc áo Diệp Quân, cô ta nhìn Vu Mã Ách sợ sệt nói, ta sợ. Tiểu tháp, Diệp Quân. Thấy thế Vu Mã Ách bật cười, trong lòng càng chắc chắn, gã tiến đến trước một bước tung ra một quyền với Diệp Quân. Vèo. Vu Mã Ách vừa tung ra một quyền, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán gã khiến gã đứng tại chỗ. Vu Mã Ách trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Mọi người xung quanh cũng đều rất kinh ngạc, nhát kiếm này nhanh như thế. Dừng tay. Lúc này, một người bỗng xuất hiện cách phía sau Vu Mã Ách không xa, ông lão nhìn Diệp Quân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, mong Diệp công tử hãy nương tay, tộc Phu Mã trong chín tộc chiêu võ ta sẽ rất biết ơn. Diệp Quân giơ ngón tay lên chém một nhát. Vụt. Đầu Vu Mã Ách văng ra xa cả mấy chục trượng. Máu bắn ra tung tóe. Diệp Quân xòe tay ra, chiếc nhẫn của Vu Mã Ách bay vào trong tay hắn, hắn lạnh nhạt nhìn ông lão đó tộc Vu Mã. Chào mừng các ông đến giết ta. Ông lão. Sắc mặt nhiều người sầm lại. Tên này thật sự chẳng xem tộc Vu Mã ra gì. Diệp Quân kéo nhất niệm lên, sau đó đi về phía phố đạo đằng xa. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân,
hai tay siết chặt lại, cả người toát ra khí thế đáng sợ nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay. Một nhát kiếm. Mặc dù Vu Mã Ách không phải là cường giả cảnh giới khai đạo nhưng thực lực cũng không tệ, dù sao gã cũng là thiên tài được tộc Vu Mã chú tâm dạy dỗ từ nhỏ, thế nhưng lại không thể đỡ được một nhát kiếm của thiếu niên này. Rất bất thường. Ông lão liếc nhìn thi thể Vu Mã Ách ở đằng xa, cảm thấy hối hận vô cùng. Sở dĩ ông ta không ngăn cản Vu Mã Ách lại là vì muốn Vu Mã Ách thử sức với thiếu niên kiếm tu này, dù sao có ông ta âm thầm bảo vệ, dù đánh không lại thiếu niên này thì rút lui vẫn không thành vấn đề. Thế nhưng ông ta không ngờ thực lực của thiếu niên này lại nghịch thiên như thế, một nhát kiếm đã lấy mạng Vu Mã Ách. Đánh giá thấp thực lực của đối phương rồi. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân và Nhất Niệm, sau đó xoay người rời đi. Tộc Vu Mã có trả thù hay không không phải là việc ông ta có thể quyết định. Trên phố đạo, Diệp Quân kéo Nhất Niệm chậm rãi bước đi, hắn nhìn chiếc nhẫn, bên trong chỉ có hơn 100 tổ mạch. Diệp Quân hơi thất vọng. Vu Mã Ách này cũng nghèo quá đấy. Nghèo như thế mà cũng dám khoe khoang à. Nghĩ sao thế? Vu Mã Ách. Ủa? Lúc này, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, một ngọc bội bỗng xuất hiện trong tay hắn, ngọc bội này có màu xanh lục, bên trong chứa một nguồn năng lượng bí ẩn. Lúc Diệp Quân đang cân nhắc thì giọng Thiên Khải bỗng vang lên, cậu Diệp cẩn thận. Thiên Khải vừa dứt lời, một tia sáng màu xanh bay ra từ trong ngọc bội, sau đó đâm vào giữa trán Diệp Quân. Nuốt linh thú. Giọng Tức Mặc Lan bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân. Cậu Diệp cẩn thận, đây là nuốt linh thú trong truyền thuyết, chủ yếu ăn linh trí, là thần vật bảo vệ của tộc Vu Mã. Nuốt linh thú. Diệp Quân lập tức cảm nhận được thứ gì đó đang hút lấy thần trí của mình nên không dám sơ suất, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay vào trong thần thức. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong thần thức của Diệp Quân. Diệp Quân hồi phục như thường. Trong thần thức. Một con linh thú nhỏ gầy bị kiếm Thanh Huyên đâm chém. Cả người linh thú màu xanh, hơi giống mèo nhưng có ba cái đuôi màu trắng, ánh mắt đỏ sẫm, lúc này đang run lẩy bẩy. Nuốt linh thú. Diệp Quân ném nuốt linh thú này vào trong tiểu tháp, hắn không hứng thú lắm với yêu thú khác, dù sao trong nhà cũng có hai con mạnh nhất. Diệp Quân kéo Nhất Niệm đi về phía xa, rất nhanh hai người đã đó một cái bảng thông báo. Ở chính giữa bảng thông báo có một lệnh treo thưởng truy nã. Người truy nã chính là hắn, trên đó ngoài tiền thưởng còn có chân dung của hắn. 500 viên tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân khẽ cười, sau đó kéo Nhất Niệm xoay người rời đi. Đi chưa được bao lâu, Diệp Quân nhìn thấy một quán rượu không lớn lắm, người ở bên trong cũng ít, chỉ có hai người. Diệp Quân dẫn Nhất Niệm đi vào quán rượu, thấy Diệp Quân bước vào. Một người trong đó vội đứng lên rời đi, còn lại một người. Diệp Quân nhìn người đó, người đàn ông mặc một bộ áo bảo hoa, rất nho nhã, ngồi tựa vào cửa sổ. Thấy Diệp Quân đến, người đàn ông cười nói, Diệp công tử, ngồi chung nhé. Diệp Quân gật đầu, sau đó kéo Nhất Niệm đi về phía người đàn ông, lúc này Nhất Niệm bỗng nói, ta về tiểu tháp nghiên cứu đây. Nói rồi cô ta quay lại trong tiểu tháp. Diệp Quân đi đến ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên, hắn nhìn ông ta nói, ác đạo minh. Sở dĩ hắn vào đây là vì trên đường đến đây, thần thức của người này cứ luôn đi theo hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Người đàn ông lắc đầu khẽ cười, không phải, ta chỉ là một tán tu, vừa rồi thấy Diệp công tử xuất kiếm nên cực kỳ tò mò mới muốn nói chuyện với Diệp công tử. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông trung niên cười nói. Dám đánh tới đăng thiên vực chỉ với cảnh giới 10 phần thần tính, Diệp công tử giỏi thật đấy. Diệp Quân nói, tiền bối có gì cứ nói thẳng. Người đàn ông trung niên nói, không giấu gì, ta muốn mời Diệp công tử đánh trọng thiên thứ tư. Diệp Quân nhíu mày, đánh trọng thiên thứ tư ư. Người đàn ông trung niên gật đầu. Diệp Quân không nói gì. Người đàn ông trung niên nói, trọng thiên thứ tư đã gây khó cho ít nhất 90% người dân ở đây, mà Diệp công tử hẳn cũng biết trong mỗi trọng thiên đều là một thời đại kỷ nguyên, ngoài những cường giả cực kỳ mạnh, thật ra còn có rất nhiều di vật bí cảnh, trong trọng thiên thứ tư này chắc chắn có mỏ tinh thể vĩnh hằng trong truyền thuyết.
mỏ tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân có hứng thú, làm sao mà biết? Người đàn ông trung niên lấy một viên tinh thể vĩnh hằng ra, cười nói, nơi xuất hiện tinh thể vĩnh hằng sớm nhất là Đăng Thiên Vực, nói chính xác hơn là Trọng Thiên thứ tư của Đăng Thiên Vực. Sở dĩ Trọng Thiên thứ tư khó đánh đến thế là vì thời đại bên trong có thể là nền văn minh cấp 5, tất nhiên ta cũng không dám chắc, tất cả chỉ là suy đoán. Diệp Quân trầm giọng nói, có người từng đi vào Trọng Thiên thứ tư chưa? Người đàn ông trung niên gật đầu, dĩ nhiên là có nhưng không nhiều, hơn nữa người đi vào chắc chắn sẽ không ra ngoài nói với người ở bên ngoài ở trong đó có gì, dù sao mọi người đều không quen. Diệp Quân bỗng nói, tại sao lại tìm ta? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, thật ra sau khi ác đạo Minh phát lệnh truy nã ác đạo, ta đã nhờ người điều tra về Diệp Công Tử, được biết trên tay Diệp Công Tử có một thanh kiếm thần rất lợi, thanh kiếm thần này khắc được vài phong ấn và cấm chế, đúng không? Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Nhưng thầm trở nên cảnh giác. Trước đây số nhiều mình dùng kiếm thanh huyên khá nhiều nên bị vài người có tâm để ý đến. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, Diệp Công Tử yên tâm, ta không có ý đối địch với ngươi, cũng không dám có địch ý, dù sao ngay cả ác đạo Minh cũng không dám công khai đến tìm ngươi, thì ta làm sao dám nhằm vào ngươi. Lần này ta tới tìm ngươi đúng thật chỉ là vì hợp tác, không có gì hơn. Diệp Quân lại lắc đầu, với thực lực hiện giờ của ta thì không thể đánh Trọng Thiên thứ tư, tạm biệt. Nói rồi hắn đứng lên rời đi. Đánh Trọng Thiên thứ tư. Hắn cũng không ngốc. Mặc dù sức chiến đấu của hắn hơn hẳn cường giả bình thường nhưng hắn sẽ không tự đại cho rằng mình vô địch. Ngay cả người phụ nữ cơ tiểu kiếm đó cũng chỉ có thể đánh Trọng Thiên thứ ba, còn bát điện chủ đó đi lên cũng bị đánh xuống, mà thực lực của hai người này chắc chắn mạnh hơn hắn. Bây giờ mình đi đánh Trọng Thiên thứ tư. Đó mới là điên rồ, tự mình tìm con đường chết. Vẫn đi từng bước, phát triển từng bậc mới tốt. Thấy Diệp Quân không do dự đứng lên rời đi, ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lúc này trong quán trọ, một người phụ nữ vóc dáng đẫy đà bỗng bước ra, cô ta cười nói, Cổ Khúc, thôi vậy. Người đàn ông trung niên tên Cổ Khúc cười nói, thiếu niên này rất điềm tĩnh khiến ta hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ mập mạp nhìn Diệp Quân tận cuối phố đạo, sau đó nói, quả thật thiếu niên này không tầm thường. Cổ Khúc cười nói, không tầm thường thế nào. Người phụ nữ mập mạp cười nói, thứ nhất, hắn không để mắt tới tộc Vu Mã một trong 9 tộc chiêu võ. Thứ hai, hắn không thèm để tâm đến ác đạo Minh, thế lực đằng sau người này không đơn giản. Cổ Khúc lắc đầu nói, cô đánh giá thấp rồi. Người phụ nữ mập mạp nhìn Cổ Khúc nói, cô không chỉ đánh giá thấp thế lực đằng sau hắn, mà còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Cô không tin thì một mình đi khiêu khích hắn xem, cô và ta đều không chắc chắn có thể giết được hắn. Người phụ nữ mập mạp cười nói, ông nói thế thì ta không tin rồi. Mặc dù hắn yêu nghiệt nhưng dù sao cảnh giới cũng quá thấp. Cổ Khúc mỉm cười, không giải thích gì thêm, ông ta quay đầu nhìn tận cuối phố đạo ở ngoài cửa sổ, cô nói xem tộc Vu Mã sẽ bỏ qua không. Người phụ nữ mập mạp lắc đầu, không đâu, thiếu niên đó quá tuyệt tình, sẽ không để cho tộc Vu Mã có đường lui, hôm nay nếu tộc Vu Mã chịu thua thì chắc sẽ thành trò cười. Nếu là thế lực bình thường, có lẽ sẽ không quan tâm đến thể diện, nhưng tộc Vu Mã là một trong 9 tộc chiêu võ, mặc dù thực lực không còn được như trước nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương cốt vẫn còn, thế nên chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Cổ Khúc khẽ nói, trước kia từng huy hoàng, bây giờ suy tàn, nếu không thể thay đổi thái độ này thì là tai họa cực lớn. Người phụ nữ mập mạp ngạc nhiên nói, ông xem trọng thiếu niên này à? Cổ Khúc nhìn chằm chằm cuối đường, lửa thiên hành đó một là giả, là thiếu niên đó tìm đến để hù dọa người khác, hai là đã bị ai đó trấn áp. Nếu là trường hợp sau, thì lai lịch của thiếu niên đó khá mạnh đấy. Bị trấn áp. Người phụ nữ mập mạp nhìn về phía cuối đường, trầm giọng nói, chúng ta đều đã từng trải qua sự đáng sợ của lửa thiên hành, uy lực đó khủng khiếp đến mức nào. Nếu có người có thể trấn áp được nó, có đánh chết ta cũng không tin, vì nó quá mức đáng sợ. Cổ Khúc gật đầu, tộc Vu Mã chắc chắn cũng sẽ không tin. Trấn áp lửa thiên hành. Vừa nghe đã thấy hoang đường. Cực kỳ hoang đường.
Một ngọn lửa thiên hành có thể dễ dàng hủy diệt một nền văn minh vũ trụ đỉnh cấp cấp 4, đừng nói là cấp 4, ngay cả một số nền văn minh vũ trụ cấp 5 cũng không chịu nổi. Bị ai đó trấn áp? Sao có thể? Cổ Khúc bỗng nói, Thiên Võ Tân, nghe đồn cha của thiếu niên này là cường giả trên cảnh giới khai đạo, cô tin không? Người phụ nữ mập mạp tên là Thiên Võ Tân không thể nhịn được cười, sao có thể chứ? Hiện nay vũ trụ này chưa từng có một cường giả nào trên cảnh giới khai đạo cả, đừng nói là cha hắn, ngay cả ông nội hắn cũng không thể, ta nghĩ tộc Du Mã nói đúng, chắc chắn tin đồn này là do thiếu niên này cố ý tung ra, mục đích là để khiến mọi người hoang mang, khiến mọi người kiêng kỵ hắn. Nói đến đây, cô ta lắc đầu khẽ cười, kiếm tu thiếu niên này có khả năng khoác lác đây. Trong bóng tối, thấy bóng Diệp Quân biến mất ở cuối đường, tức Mặc Khô mới nói, Tiểu Lan, tên này hành xử không có chút cảm tình, e rằng sẽ gặp càng nhiều tai họa. Tức Mặc Lan lắc đầu, ca ca sai rồi. Tức Mặc Khô nhìn sang, nghe cô ta giải thích, nếu hắn không giết Phù Mã Ách thì mới càng gặp nhiều phiếu toái. Cuộc đời này là vậy, càng tỏ ra mềm yếu thì càng bị kẻ khác chà đạp. Việc hắn dứt khoát giết Phù Mã Ách mới khiến những người âm thầm ẩn nấp kia phải kiêng dè. Tức Mặc Khô hạ giọng, nhưng làm vậy chẳng khác gì gây thù chuốc oán với tộc Phù Mã. Muội cũng biết họ và tộc Thiên Vũ Sĩ Diện nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện người tộc mình bị giết giữa ban ngày. Tức Mặc Lan chỉ hỏi, ca ca thấy tộc Phù Mã so với ác đạo minh thế nào? Tức Mặc Khô thoáng chần chừ, tộc Phù Mã ở thời đỉnh cao có thể sánh với ác đạo minh, nhưng bây giờ thì kém hơn. Tức Mặc Lan, Diệp công tử kia còn không sợ cả ác đạo minh thì tại sao lại phải sợ họ? Tức Mặc Khô không nói gì. Tức Mặc Lan, nếu muội đoán không sai thì người của ác đạo minh đã đi tìm họ rồi. Ác đạo thập điện. Sau khi từ biệt Diệp quân, bát điện chủ trở lại nơi này. Và chờ đợi. Chờ người của ác đạo minh tìm đến, nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì. Có gì đó bất thường. Bát điện chủ chắp tay sau lưng, đi qua đi lại với vẻ lo âu. Không phải ông ta muốn phản bội ác đạo minh, nhưng ông ta biết ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Vì ác đạo minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mối thù giữa ác đạo minh và Diệp quân đã không thể hòa giải, đã vậy còn mất hai điện chủ vào tay Diệp quân. Thử hỏi ác đạo minh sao có thể buông tha. Đã vậy ác đạo minh còn muốn cứu ác đạo ở chân vũ trụ, trong khi Diệp quân và chân thần lại cùng một phe. Mâu thuẫn không thể hóa giải. Chính vì vậy mà bát điện chủ mới lựa chọn trở mặt. Bởi vì sức mạnh của nữ kiếm tiên kia. Nhớ lại vẫn khiến ông ta run rẩy. Chỉ cần nghĩ tới việc phải trở thành kẻ địch của bà ấy, ông ta đã không nhịn được mà run cầm cập trong tuyệt vọng. Lại nghĩ đến đi theo Diệp quân thì được cùng phe với bà ấy, lại thấy an toàn vô cùng. Đôi khi chỉ cần tìm hướng đi khác là cuộc đời nở hoa ngay. Đúng lúc này, thời không trước mặt ông ta chấn động. Bát điện chủ vươn tay, nghe một giọng nói truyền ra. Một hồi sau, ông ta lấy một miếng truyền âm phù ra, nói tuân lệnh. Rồi hóa thành tia sáng đen biến mất. Phù Mã giới. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi trong đại điện, trước mặt là một ông lão đứng với tư thế khiêm nhường. Người đàn ông này chính là Vu Mã Tiêu, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Phu Mã. Là một trong 9 họ Chiêu Võ, bọn họ đã từng chịu thiệt thòi trong quá khứ nên bây giờ hành sự vô cùng cẩn thận, chỉ cho phép một số ít người hoạt động bên ngoài, vị trí chính xác thì không ai biết được. Nguyên nhân là để đề phòng văn minh thiên hành. Mấy năm gần đây, Phù Mã Tiêu đang không ngừng đưa tộc nhân đi rèn luyện bên ngoài. Cốt để chấn hưng gia tộc, trở lại đỉnh cao. Đó là mục tiêu chung của cả 9 tộc. Ông ta mở miệng hỏi, chỉ một kiếm. Ông lão gật đầu, vâng. Phù Mã Tiêu, vì sao không ngăn cản? Ông lão, thanh niên kia xuất kiếm quá nhanh, tiểu ách lại quá gần, ta không kịp làm gì. Ánh mắt Phù Mã Tiêu đanh lại. Ta hỏi vì sao không ngăn nó chọc giận người kia. Ông lão chần chừ, ta đã khuyên can nhưng tiểu ách cho rằng đối phương chỉ đang giả vờ nên một mực muốn thăm dò. Ngu xuẩn. Phù Mã Tiêu tức giận quát, người bị ác đạo minh truy nã với giá 500 tinh thể vĩnh hằng sao có thể bình thường cho được.
Ông lão cúi đầu im thin thít. Vu Mã Tiêu lại lắc đầu, ngu xuẩn. Ông lão thấp giọng nói, thanh niên kia phách lối vô cùng, không hề nương tình với tộc Vu Mã. Vu Mã Tiêu ngắt lời, thì thế nào? Phái người ra giết hắn chắc. Ông lão chần chừ, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Vu Mã Tiêu đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa, người thấy hắn như thế nào? Ông lão suy nghĩ một hồi, nói thiên phú yêu nghiệt, nhưng ta không cho rằng cha hắn thật sự đã vượt qua cảnh giới khai đạo. Vu Mã Tiêu, vì sao? Ông lão, nếu đó là thật thì người ấy phải thuộc về văn minh cấp 5, nhưng hiện giờ chỉ có tộc Thiên Vũ và văn minh Thiên Hành đạt đến cấp độ đó mà thôi. Tộc Vu Mã trước kia cũng từng có cường giả trên cảnh giới khai đạo nhưng đã bị văn minh Thiên Hành tiêu diệt, từ đó khiến cả tộc đi xuống. Có thể nói, sở hữu cường giả trên cảnh giới khai đạo mới được gọi là văn minh cấp 5. Vu Mã Tiêu im lặng một hồi mới nói, còn lửa Thiên Hành kia. Ông lão nói ngay, là giả. Cha hắn không phải cường giả trên cảnh giới khai đạo, cho dù là thật thì cũng không thể trấn áp loại lửa ấy, nên nó chắc chắn là giả. Nhưng phải nói nó trông như thật, khi hắn tạo ra còn khiến lão phu giật mình. Vu Mã Tiêu lắc đầu, chuyện này quá sức kỳ quặc, chúng ta cứ tiếp tục quan sát cho đến khi mọi việc sáng tỏ. Ông lão lại hỏi, thế thôi ư, còn con thú thôn linh non nằm trong tay tên Diệp Quân. Thú thôn linh. Sắc mặt Vu Mã Tiêu xa sầm, nó là thần thú hộ mệnh của Vu Mã Tiêu, sau này trưởng thành sẽ có sức mạnh khổng lồ. Đáng chết. Ông ta quăng cho ông lão ánh mắt như đao xẻo, chỉ hận không thể đập chết tại chỗ. Đối phương biết mình làm sai, không dám nói gì. Vu Mã Tiêu hạ giọng, bây giờ ta cử người trong tộc đi trả thù lại chẳng phải đúng ý ác đạo minh hay sao? Tam trưởng lão, sau này đừng lo tu luyện nữa, học cách dùng não đi. Ông ta vẫn còn bực tức vô cùng, nếu lão già này biết nghĩ thì đã không cho Vu Mã Ách đi chọc Diệp Quân ngay từ đầu rồi để tránh rơi vào hoàn cảnh lúng túng này rồi. Ông lão, nhưng nếu chúng ta không làm gì thì người ngoài sẽ nhìn ta thế nào? Quan trọng là thể diện. Cho dù đã xuống dốc nhưng tộc Vu Mã vẫn thuộc 9 tộc chiêu võ, không phải ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ. Việc này lại có liên quan đến thể diện. Nếu bọn họ không làm ra hành động gì thì sẽ bị người ngoài cười cho thối mặt. Vu Mã Tiêu hỏi, chúng ta đang có bao nhiêu cường giả cảnh giới khai đạo? Ông lão đáp, tính cả hai ta thì chỉ có 4. Vu Mã Tiêu, điều động tất cả. Ông lão, để tiêu diệt Diệp Quân. Vu Mã Tiêu trừng mắt, để chịu chết à? Ông lão. Vu Mã Tiêu, điều động ra ngoài, thả khí thế ra, làm cho rầm rộ lên. Ông lão, sau đó thì sao? Vu Mã Tiêu, che giấu khí tức, đi đâu đó một tháng sau rồi về. Ông lão sửng sốt. Vu Mã Tiêu điềm tĩnh nói, tuy không thể thật sự trả thù nhưng vẫn phải làm cho có. Ánh mắt ông ta lạnh đi, lũ chó má kia đều đang chờ tộc Vu Mã chúng ta làm chim đầu đàn, hoàn thành mộng lớn cho chúng. Một lũ đần độn. Ông lão. Sau đó... Có 4 khí tức hùng mạnh phóng lên từ tộc Vu Mã, nhắm thẳng Đăng Thiên Vực. Họ đi tới đây, tinh vực sôi trào đến đấy khiến vô số cường giả kinh hãi. Tin tức Vu Mã giới điều động 4 cường giả cao cấp đi trả thù Diệp Quân chẳng mấy chốc mà lan khắp Đăng Thiên Vực. Ở Đăng Thiên Vực, Diệp Quân đã đi đến trọng thiên thứ 2. Hắn đang rất cần chiến đấu để tôi luyện kiếm ý, kiếm kỹ và thần tính. Còn một chút xíu nữa là đạt được 10 phần thần tính, khi ấy sức mạnh sẽ nâng cao lên một bậc. Cảnh giới thì cứ từ từ mà đi, không cần vội. Vừa đi vào, thời không trước mặt hắn đã chấn động rồi nứt đôi, để một người đàn ông trung niên mặc áo vải bước ra. Ông ta để tóc dài xõa vai, mặt mày tuấn tú, trong tay chấp kiếm. Kiếm tu ư? Diệp Quân ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn hắn. Không nói tiếng nào rồi biến mất. Thời không quanh hắn lập tức vỡ ra khi ngàn vạn thanh kiếm rơi xuống như mưa. Diệp Quân hoảng hốt, vội vàng gọi kiếm vực. Uỳnh! Tốc độ của mọi thanh kiếm đồng thời bùng nổ khi hàng loạt ý kiếm phóng ra từ cơ thể hắn. Rầm! Đất trời hóa thành kiếm hải trong phút chốc. Có tiếng kiếm minh vang lên, sau đó là kiếm quang phá vỡ kiếm hải.
Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân bị đánh bay đi nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì thấy một thanh kiếm giáng xuống đầu. U. Ý kiếm trong cơ thể hắn bay lên chặn nó lại. Người đàn ông đối diện hắn nâng tay trái lên rồi làm động tác chém ngang. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Quân vỡ ra khi hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện chém tới. Huỵch. Ánh sáng vàng bao bọc cơ thể hắn. Kim cương thể. Người đàn ông kia nâng tay phải lên rồi hạ xuống. Hai thanh kiếm rung lên. Choang. Đồng tử Diệp Quân rụt lại, thân thể nứt toác, máu phun tung tóe. Vào khoảnh khắc cơ thể nổ tung, người Diệp Quân run lên, hắn lùi về phía sau, trong nháy mắt đã lùi lại cả vạn trượng, nhưng hai thanh kiếm kia vẫn đuổi theo dai như đỉa. Diệp Quân nâng ngang kiếm lên chắn. Ầm ầm. Kiếm ý lập tức bị đánh vỡ, Diệp Quân bay ra xa. Mà lúc này, hai thanh kiếm đột nhiên chém tới trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân không dám giữ sức một chút nào, cầm kiếm vung lên. Nhất giới tuế nguyệt. Kiếm chém ra, thời không trong thiên địa lập tức trở nên hư ảo, trong nháy mắt hai thanh kiếm đã biến thành bụi rơi tán loạn. Hả? Trong mắt người đàn ông trung niên ở phía xa lộ vẻ ngạc nhiên, sức mạnh thời gian tuế nguyệt. Sau khi dừng lại, cơ thể Diệp Quân đã nứt ra như mạng nhện, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, vô cùng đáng sợ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn kiếm tu phía xa, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hắn không ngờ cao thủ trọng thiên thứ hai này lại có thực lực kinh khủng đến thế. Thực lực của kiếm tu trước mặt chắc chắn không thua kém gì cơ tiểu kiếm mà hắn từng gặp. Mẹ kiếp! Cơ tiểu kiếm này đánh lên trọng thiên thứ ba kiểu gì thế? Người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay, hai thanh phi kiếm bay vào tay ông ta, im lặng lơ lửng bên trên, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, kiếm kỹ của ngươi khi nãy chứa đựng đạo thời gian tuế nguyệt. Thực lực của ngươi bây giờ không thể nào có sức mạnh này, sao ngươi có thể làm được chứ? Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, đè nén tuế nguyệt. Người đàn ông nhất thời hơi tò mò, đè nén bằng cách nào? Hỏi xong, ông ta nhất thời cảm thấy hơi không ổn, lập tức nói thêm, ta mạo muội rồi. Diệp Quân mỉm cười, nếu tiền bối tò mò, ta cũng có thể giải thích cho tiền bối nghe một chút. Người đàn ông hơi chần chừ, làm thế có tiện không? Diệp Quân gật đầu, tiện chứ. Người đàn ông trung niên cất kiếm đi, chắp tay, vậy thì cảm ơn. Diệp Quân cũng không giấu giếm, lập tức nói ra phương pháp nhất niệm dạy cho mình. Thật ra kiếm kỹ này chỉ có thể là hắn tự học, vì nó phải đè nén thời gian tuế nguyệt, phải lợi dụng thời không đặc biệt trong người hắn để tiến hành chuyển đổi thời gian mới có thể đạt được hiệu quả như bây giờ. Dù người khác có thể đè nén thời không tuế nguyệt cũng không thể nghịch chuyển thời gian, cùng lắm là khiến uy lực kiếm kỹ của mình trở nên mạnh hơn một chút mà thôi. Sau khi nghe Diệp Quân nói xong, người đàn ông trung niên nhất thời thở dài, người có thể nghĩ ra cách này đúng là tài giỏi, có điều ta thấy hơi nghi ngờ, muốn đè nén thời không tuế nguyệt cũng không khó, nhưng làm sao có thể khiến tuế nguyệt thoáng chốc trôi qua nhiều năm như thế được. Diệp Quân cười nói, ta còn có một loại thời không đặc biệt. Có thể mượn nó tiến hành chuyển đổi thời gian. Dù người đàn ông rất tò mò, nhưng cũng không hỏi lại. Nếu hỏi lại thì thật sự rất mất lịch sự. Diệp Quân đột nhiên tò mò hỏi, tiền bối xưng hô thế nào vậy? Người đàn ông cười đáp, ta tên Lý Toại Phong, là một kiếm tu. Diệp Quân lại hỏi, tiền bối cũng bị đại đạo trấn áp ở nơi này à? Người đàn ông gật đầu, phải. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối có biết một nữ kiếm tu không? Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, sau đó rạch nhẹ một cái, kiếm khí thể hiện thành bức tranh vẽ cơ tiểu kiếm. Thấy bức tranh vẽ cơ tiểu kiếm, Lý Toại Phong gật đầu, cô ta từng đến đây. Diệp Quân hỏi, cô ta thắng tiền bối à? Lý Toại Phong cười đáp, cũng không thể nói như thế được, chỉ có thể nói là ta không làm gì được cô ta, nhưng cô ta cũng không làm gì được ta. Vì thế cô ta đi tới trọng thiên thứ ba. Diệp Quân nhẹ giọng đáp, thì ra là thế. Lý Toại Phong quan sát Diệp Quân một lúc, sau đó nói, dù ngươi chỉ có cảnh giới 10 phần thần tính nhưng lại dám đến nơi này, đúng là không đơn giản. Diệp Quân mỉm cười, ta cố tình đến đây để rèn luyện bản thân. Lý Toại Phong chần chừ một lúc rồi nói,
người đừng đi tới trọng thiên thứ tư, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Diệp Quân gật đầu, ta biết, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ. Lý Toại Phong cười nói, không chỉ về thực lực, vị đạo hữu ở trọng thiên thứ tư rất nóng tính, vô cùng khó chịu với người bên ngoài, không đúng, phải nói là chúng ta đều không thân thiện với người bên ngoài. Diệp Quân hơi tò mò, vì sao? Lý Toại Phong giải thích, mỗi trọng thiên đều là một thời đại kỷ nguyên, mà mỗi thời đại kỷ nguyên đều có rất nhiều tài nguyên, mục đích người bên ngoài đi vào nơi này thật ra là vì cướp tài nguyên. Nói đến đây, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh với nét mặt phức tạp, tài nguyên ở thời đại kỷ nguyên này của ta đã bị cướp sạch rồi. Diệp Quân trầm giọng nói, với thực lực của tiền bối. Nói đến đây, hắn chợt im lặng. Lý Toại Phong cười, nếu là đấu tay đôi, đương nhiên là ta không sợ, nhưng nếu người bên ngoài hợp tác với nhau, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn bọn họ cướp đi tài nguyên của nơi này thôi. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, tiền bối có nghĩ đến chuyện tìm mấy người giúp đỡ không? Lý Toại Phong nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười nói, Thiên Khải tiền bối. Thiên Khải lập tức xuất hiện. Lúc này thực lực của Thiên Khải đã hồi phục được hai phần, hơi thở cũng mạnh hơn trước đây khá nhiều. Đương nhiên điều này cũng đều nhờ có quả đạo linh và tinh thể vĩnh hằng. Thấy Thiên Khải, Lý Toại Phong nhất thời ngạc nhiên, Thiên Khải, huynh có thể rời đi sao? Thiên Khải gật đầu, đều nhờ Diệp công tử cả. Lý Toại Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, người có thể phá vỡ tù ấn đại đạo ư? Diệp Quân gật đầu. Lý Toại Phong im lặng một lúc rồi nói, người có yêu cầu gì? Diệp Quân đáp, giúp đỡ ta trăm năm. Giúp đỡ trăm năm. Lý Toại Phong im lặng. Là một kiếm tu ông ta thật sự không muốn đi theo người khác. Thiên Khải chợt cất lời, Lý Huynh cũng chỉ có 100 năm, hai chúng ta chỉ cần chớp mắt là qua. Hơn nữa Diệp Thiếu rất thân thiện, tính cách thẳng thắn, không có nhiều mưu mô. Lý Toại Phong nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, nếu phá vỡ tù ấn đại đạo thì chắc chắn sẽ dính vào nhân quả đại đạo, người thật sự chịu được nhân quả này à? Không đợi Diệp Quân đáp lời, Lý Toại Phong lại nói, ta muốn nhắc nhở ngươi, nhân quả đại đạo này không phải nhân quả bình thường, một khi dính vào sẽ bị đại đạo chú ý, thậm chí còn sẽ trừng phạt ngươi. Diệp Quân hơi bất ngờ, kiếm tu trước mắt rất tốt bụng, thiện cảm của hắn với đối phương nhất thời tăng lên rất nhiều, hắn lập tức cười nói, tiền bối yên tâm, ta có một thanh kiếm phá vỡ được tù ấn đại đạo này, hơn nữa thanh kiếm này còn không bị dính bất cứ nhân quả nào trên thế gian. Lý Toại Phong nhất thời hơi tò mò, có thần kiếm như thế sao? Diệp Quân gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên lập tức biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Xoẹt! Thời không phía chân trời nứt ra, sau đó một tù ấn đại đạo xuất hiện, trong nháy mắt tù ấn đại đạo kia đã bị kiếm thanh huyên phá vỡ. Quanh người Lý Toại Phong lập tức có một sức mạnh bí ẩn tản đi. Ràng buộc biến mất. Lý Toại Phong chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau ông ta mới chậm rãi mở mắt, trong mắt là cảm xúc hưng phấn khó kiềm chế, thật sự tự do rồi. Ông ta vốn cho rằng mình sẽ bị nhốt ở nơi này đến lúc chết, nhưng không ngờ hôm nay lại có cơ duyên được giải thoát. Nghĩ vậy, Lý Toại Phong nhìn về phía Diệp Quân, cúi người chào cảm ơn. Diệp Quân nói, bây giờ tiền bối có được mấy phần thực lực so với thời kỳ đỉnh cao? Lý Toại Phong đáp, khoảng 3 phần. Diệp Quân thầm thấy hoảng sợ. Đối phương chỉ còn 3 phần sức mạnh so với thời kỳ đỉnh cao mà sức chiến đấu đã kinh khủng như thế, nếu khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao thì sẽ kinh khủng đến mức nào nữa? Diệp Quân hơi hưng phấn. Thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là một trợ thủ mạnh mẽ, sức chiến đấu cao cấp nhất. Dẫu sao hắn không thể chỉ dựa vào bản thân mình để thống nhất toàn bộ vũ trụ được. Vẫn phải phát triển một vài trợ thủ đắc lực của riêng mình. Mà bây giờ hắn đã có một nhóm trợ thủ mạnh mẽ rồi. Đội ngũ này đang chậm rãi có quy mô. Lúc này Diệp Quân dẫn hai người vào trong tiểu tháp, sau khi tiến vào tiểu tháp, Lý Toại Phong lập tức ngây người. Thiên Khải bật cười, đương nhiên ông ta hiểu sự ngạc nhiên của Lý Toại Phong, lúc trước khi đi vào, ông ta còn kinh ngạc hơn cả Lý Toại Phong nữa. Lý Toại Phong đột nhiên quay đầu nghiêm túc nói với Diệp Quân, ta vẫn đánh giá thấp Diệp công tử quá.
Diệp Quân cười khẽ, sau đó hắn mở lòng bàn tay, một quả đạo linh bay đến trước mặt Lý Toại Phong, tiền bối, thứ này có thể giúp ông hồi phục tu vi. Lý Toại Phong nhìn thoáng qua quả đạo linh, hơi ngạc nhiên nói, thứ này rất tốt. Sau đó, ông ta chần chừ một lát rồi nói, vô công bất thụ lộc. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, không giấu gì ông, ta có một kẻ thù rất mạnh, là ác đạo minh, vì thế không lâu nữa, có lẽ còn cần tiền bối giúp đỡ nhiều. Lý Toại Phong hơi ngạc nhiên, ác đạo minh. Diệp Quân hỏi, tiền bối cũng biết à? Lý Toại Phong gật đầu, đương nhiên là biết, lúc trước ta còn từng qua lại với bọn họ nữa. Diệp Quân chợt hỏi, tiền bối là người của thời đại nào vậy? Lý Toại Phong đáp, có lẽ thời đại của ta đã cách hiện tại mấy tỷ năm rồi. Sắc mặt Diệp Quân hơi kỳ lạ. Lý Toại Phong mỉm cười, người muốn nói dù là cao thủ cảnh giới khai đạo cũng không thể sống lâu như thế đúng không? Diệp Quân gật đầu. Lý Toại Phong giải thích, có hai nguyên nhân, thứ nhất là khi tiếp xúc với bọn họ, ta còn chưa đạt đến cảnh giới khai đạo. Thứ hai, người nào bị đại đạo trấn áp, tuổi thọ đều sẽ trôi qua vô cùng chậm. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Lý Toại Phong nói, đây là sự trừng phạt của đại đạo với chúng ta, khiến chúng ta cả đời không thể chạy trốn. Đương nhiên dù tuổi thọ trôi qua rất chậm, nhưng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Vì trong quá trình đó cơ thể và linh hồn của chúng ta cũng bắt đầu tan biến dần, nói một cách đơn giản hơn là cái chết mãn tính kết hợp với dày vỏ mãn tính, chúng ta biết rõ khi nào mình sẽ chết, nhưng lại không thể làm gì được. Diệp Quân nhẹ giọng đáp, thì ra là thế. Lý Toại Phong cất giọng nặng nề, nếu ác đạo minh muốn giết cậu thì cậu sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quân hỏi, tiền bối từng qua lại với điện chủ nào vậy? Lý Toại Phong đáp, tam điện chủ, người này là một kiếm tu, hơn nữa còn là một ác đạo, sử dụng hàng vạn hàng nghìn ác niệm để tạo thành đạo cho kiếm, khai đạo, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân im lặng. Lý Toại Phong nghiêm túc nói, Diệp công tử yên tâm, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, dù tam điện chủ kia có đến, ta cũng liều mạng chiến đấu một trận, bảo vệ cậu chu đáo. Thiên Khải vốn cũng muốn bày tỏ gì đó, nhưng không biết ăn nói, chỉ có thể nói, ta cũng thế. Diệp Quân. Sau khi Lý Toại Phong gia nhập, bên phía Diệp Quân lại có thêm một cao thủ tuyệt thế, hơn nữa cao thủ tuyệt thế này còn là một vị kiếm tu, sức chiến đấu vượt xa cao thủ cảnh giới khai đạo bình thường. Mà trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Quân đều ở trong tiểu tháp chiến đấu với Lý Toại Phong, rèn luyện kiếm ý và thần tính của mình. Tu luyện trong tiểu tháp đương nhiên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn. Tuy Lý Toại Phong chỉ có chưa đến 3 phần sức chiến đấu, nhưng thực lực vẫn rất đáng sợ. Sau mấy lượt giao thủ, Diệp Quân hoàn toàn bị áp chế, gần như không có khả năng đánh trả, nhưng Diệp Quân lại rất thích cảm giác này. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với kiếm thu mạnh mẽ từ sau khi đạt đến 10 phần thần tính. Càng đánh càng sảng khoái. Trong một cánh đồng hoang vu, khi một tia kiếm quang vỡ tan tành, Diệp Quân liên tục lùi lại cả nghìn trượng. Hắn vừa mới dừng lại, một tia kiếm quang bỗng nhiên chém tới, chính là Lý Toại Phong. Khi kiếm của Lý Toại Phong còn cách giữa chân mày Diệp Quân chưa đến nửa trượng, ông ta đột nhiên xoay người chém một kiếm xuống. Oanh! Một thanh kiếm ý lập tức bị chém bay. Nhưng lúc này, lại một thanh kiếm xuất hiện sau lưng Lý Toại Phong. Diên trì nhất kiếm. Nét mặt Lý Toại Phong rất bình tĩnh, tay phải cầm kiếm liên tục vung lên, trong nháy mắt, tất cả kiếm ý của Diệp Quân đều bị ngăn chặn. Thấy cảnh này, Diệp Quân sa sầm mặt. Mà lúc này, Lý Toại Phong đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn về phía Diệp Quân. Khá là bất ngờ, kiếm kỹ này của cậu rất đặc biệt, chỉ tiếc là tốc độ và uy lực còn chưa đủ, nếu không thì sẽ rất đáng sợ. Diệp Quân vội khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối, làm cách nào để nâng cao tốc độ và uy lực ạ? Lý Toại Phong cười đáp, luyện tập. Diệp Quân lại hỏi, luyện tập như thế nào? Lý Toại Phong nói, liên tục sử dụng, liên tục đột phá. Diệp Quân im lặng. Lúc này hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Dù là thuật bạt kiếm, diên trì nhất kiếm hay thời không tuế nguyệt chồng chéo, hắn đều rất ít khi sử dụng, nói đúng hơn là từ trước đến giờ hắn trải qua quá ít những cuộc chiến sinh tử. Gặp phải người bình thường, hắn còn có thể chiếm chút lợi thế,
Nhưng nếu gặp cao thủ cao cấp chân chính, ví dụ như Lý Toại Phong trước mặt, những kiếm kỹ này của hắn lập tức lộ ra khuyết điểm. Lúc này, hắn cảm nhận được sâu sắc sự khiếm khuyết của bản thân. Vẫn là chưa chiến đấu đủ. Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Lý Toại Phong, tiền bối, tiếp tục đi. Lý Toại Phong cười đáp, được. Dứt lời, phi kiếm trong tay ông ta đã nhanh chóng chém tới, chẳng mấy chốc đã bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân ở phía xa lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tiếng kiếm reo vang vọng, chấn động đất trời. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Quân đều điên cuồng đại chiến với Lý Toại Phong, mà trong quá trình đó Lý Toại Phong cũng dốc hết sức chỉ dạy, vì thế thực lực của hắn có thể nói là tăng mạnh vượt bậc. Thật ra Lý Toại Phong cũng khá thích Diệp Quân, thiên phú và khả năng lĩnh ngộ thật sự rất tốt, chỉ cần dạy dỗ một chút là hiểu ngay, hơn nữa còn chịu được cực khổ, có lúc bị ông ta đánh đến mức thương tích đầy mình vẫn không hề lùi bước, hơn nữa còn càng đánh càng hăng. Đúng là một hạt giống tốt. Ông ta vốn có ý định nhận làm học trò, nhưng cuối cùng vẫn thôi, vì Diệp Quân đã có kiếm đạo của riêng mình, kiếm đạo cũng đã có ý chí riêng. Kiếm tu thế này có đạo của mình, cũng không phù hợp và không cần thiết đi theo con đường của người khác nữa. Việc mà người như Diệp Quân cần làm là không ngừng học hỏi, tham khảo, mượn điều đó để hoàn thiện đạo của mình, chỉ không phải đi theo đạo của người khác. Thời gian nhanh chóng thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua. 10 năm qua, mỗi ngày Diệp Quân đều chiến đấu với Lý Toại Phong, không ngại mưa gió. Trải qua 10 năm chiến đấu, lúc này thực lực của Diệp Quân đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là mấy kiếm khí của hắn, uy lực đã nâng cao hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, thân thể và kiếm ý của hắn cũng được nâng cao. Hơn nữa trong quá trình này thần tính của hắn cũng được tăng lên, ngày càng đến gần mức thuần túy. Tất cả mọi thứ đều nâng cao. Trong một vùng đất hoang, một tiếng kiếm reo liên tục vang vọng, trong thiên địa có hai tia kiếm khí tung hoành khắp nơi, xé rách đất trời. Lúc này, trong thiên địa chợt xuất hiện tiếng nổ vang, sau đó có hai tia kiếm quang đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quân và Lý Toại Phong cũng gần như cùng dừng lại trong lúc đó. Trên người Diệp Quân có mười mấy vết kiếm, mà Lý Toại Phong cũng giống như thế. Lý Toại Phong nhìn vết kiếm trên người mình, sau đó cười nói, bây giờ ta đã không làm gì được cậu nữa rồi. Sau mười mấy năm chiến đấu, thực lực của Diệp Quân bây giờ đã tăng lên rất nhiều, ông ta đã hoàn toàn không làm gì được hắn nữa. Hơn nữa nếu Diệp Quân sử dụng nhất giới tuế nguyệt bí ẩn kia, ông ta cũng không dám đỡ, chỉ có thể chạy trốn. Kiếm kỹ đó quá kinh khủng, ông ta cũng rất kiêng dè. Đương nhiên nếu thực lực của ông ta hoàn toàn khôi phục thì ông ta sẽ không sợ. Ở phía xa, sau khi dừng lại, Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó cúi người chào Lý Toại Phong, 10 năm qua, cảm ơn tiền bối hết lòng chỉ bảo. 10 năm qua hắn có thể tiến bộ nhanh chóng như thế không chỉ vì chiến đấu, mà còn nhờ tiền bối trước mặt dốc lòng chỉ bảo. Thấy Diệp Quân vẫn khiêm tốn lễ độ, không có chút ngạo mạn nào. Trong mắt Lý Toại Phong nhất thời lộ vẻ tán thưởng, ông ta cười nói, so với ân tình của cậu, chút chỉ điểm này của tôi hoàn toàn chẳng đáng là bao, hơn nữa 10 năm qua đối luyện với cậu, ta cũng có không ít thu hoạch, suy cho cùng thì ta mới là người được lợi. Diệp Quân cười nói, tiền bối, khoảng thời gian tiếp theo ông cứ ở trong tháp khôi phục tu vi đi, đợi sau khi tu vi của ông khôi phục hoàn toàn, ta sẽ lại tiếp tục thỉnh giáo. Lý Toại Phong gật đầu, được. Dường như nghĩ đến điều gì, ông ta lại nói, ta có thể cảm nhận được cậu hoàn toàn có thể đạt đến thần tính hoàn mỹ, nhưng cậu lại áp chế nó. Diệp Quân gật đầu. Lý Toại Phong hơi tò mò, vì sao? Diệp Quân trầm giọng đáp, nếu bây giờ ta đạt đến thần tính hoàn mỹ thì với tâm cảnh và thực lực hiện tại, chắc chắn ta không thể nào điều khiển được nó. Cậu muốn tu luyện nhân tính? Lý Toại Phong chợt thấy ngạc nhiên. Diệp Quân gật đầu, phải. Nét mặt Lý Toại Phong dần trở nên hơi nặng nề, chuyện này thật sự rất khó khăn. Diệp Quân mỉm cười, ta biết, đúng rồi, tiền bối cũng là thần tính hoàn mỹ đúng không? Lý Toại Phong gật đầu, phải. Diệp Quân hỏi, tiền bối chưa từng nghĩ đến chuyện tu luyện nhân tính à? Lý Toại Phong cười nói, đã không còn khả năng này nữa rồi.
Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Lý Toại Phong giải thích, ngoài đại đạo, điều kiện tiên quyết để tu luyện nhân tính còn có nhu cầu của nhân tính, hơn nữa nhu cầu này còn cao hơn cả việc bản thân theo đuổi đại đạo, nhưng thế mới có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Mà trước khi ta theo đuổi thần tính, ngoài đại đạo thì ta cũng không còn nhu cầu gì khác. Sau khi khai đạo, ngoài đại đạo thì càng không còn gì có thể khiến ta để tâm nữa. Diệp Quân nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Lý Toại Phong nói tiếp, thần tính hoàn mỹ đã khó, nhân tính càng khó hơn, vì sau khi đạt tới thần tính hoàn mỹ lại đi theo đuổi nhân tính cũng giống như một người sau khi nắm giữ được quyền lực lại phải buông bỏ nó, đây là một chuyện vô cùng khó. Nhưng mà, nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, ta cảm thấy cậu có cơ hội làm được, thiên phú của cậu rất cao, tâm lý còn vững, nhưng tinh khí thì chưa đủ, rõ ràng cậu vẫn còn rất lưu luyến với phụ nữ. Diệp Quân. Lý Toại Phong lại nói, với thực lực của cậu bây giờ thì dù là vị kia ở Tam Trọng Thiên cũng không thể làm gì cậu. Nếu cậu không áp chế thần tính của mình mà trở thành thần tính hoàn mỹ, thì muốn đánh thắng vị kia của Tam Trọng Thiên chắc chắn không khó, dù sao bây giờ ông ta cũng không ở trong thời kỳ đỉnh cao. Nhưng nếu cậu muốn tu luyện nhân tính thì phải cẩn thận, bây giờ cậu có thể áp chế thần tính, nhưng nếu trở thành thần tính hoàn mỹ, muốn áp chế nó một lần nữa sẽ cực kỳ khó khăn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Dứt lời, hắn lại lấy một quả đạo linh đưa cho Lý Toại Phong, tiền bối, khoảng thời gian này cảm ơn ông đã bồi dưỡng và dạy dỗ ta. Nhưng Lý Toại Phong lại lắc đầu, cậu giúp ta phá hủy tù ấn đại đạo, ơn cứu mạng như thế còn tặng ta một quả đạo linh, ta đã được lợi lắm rồi, luyện tập và hướng dẫn này chỉ là chuyện vô cùng nhỏ nhặt so với việc cậu giúp ta, sao ta có thể nhận đồ của cậu nữa chứ? Diệp Quân còn muốn nói gì thêm? Nhưng Lý Toại Phong lại nói, ta đi tu luyện đây. Dứt lời, ông ta biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Quân đứng tại chỗ lắc đầu cười khẽ, đây là lần đầu tiên hắn không tặng được quả đạo linh, không thể không nói khí phách của Lý tiền bối này thật sự khiến người ta rất kính nể. Tiểu Tháp chợt nói, bây giờ mới ra dáng một kiếm tu đứng đắn này. Diệp Quân đen mặt, Tháp gia, ý ngươi là ta không đứng đắn à? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, bản thân ngươi thấy sao? Diệp Quân cười to, ta cảm thấy làm chính mình là tốt nhất. Tiểu Tháp suy ngẫm, tùy tiện đáp, đúng là thế. Oanh! Lúc này, cuối chân trời phía xa chợt truyền tới một hơi thở đáng sợ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Thời không nơi đó rung động, một bóng người đi tới như sấm chớp chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Người vừa đến không phải ai khác mà chính là Sậu Nguyên đã bế quan rất lâu. Mà lúc này, Sậu Nguyên đã đạt tới cảnh giới khai đạo. Sau khi nhìn thấy Diệp Quân, Sậu Nguyên lập tức cúi chào, bái kiến Diệp Thiếu. Diệp Quân cười nói, chúc mừng. Sậu Nguyên vội đáp, đều là công lao của Diệp Thiếu, nếu không nhờ Diệp Thiếu giúp đỡ, e rằng cả đời ta cũng không thể khai đạo. Diệp Quân mỉm cười. Nếu bản thân ông không có bản lĩnh thì dù ta có cho ông 10 quả đạo linh, ông cũng không thể khai đạo. Sậu Nguyên vội lắc đầu, không không, đều là công lao của Diệp Thiếu. Diệp Quân cười nói, được rồi, hai chúng ta đừng khách sáo với nhau thế. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời xa xa, mấy huynh đệ kia của ông đâu? Sậu Nguyên trầm giọng đáp, bọn họ có lẽ gặp chút khó khăn. Diệp Quân gật đầu, đó cũng là chuyện bình thường. Nếu dễ khai đạo như thế thì e rằng trên đời khắp nơi đều là cao thủ cảnh giới khai đạo rồi. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó xoay người biến mất khỏi tiểu tháp. Đi tới trọng thiên tiếp theo. Bên ngoài, ở đăng thiên vực lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, đợi tộc Phu Mã trả thù Diệp Quân, sau đó mọi người làm ngư ông đắc lợi. Nhưng sau khi mấy cao thủ cảnh giới khai đạo của tộc Phu Mã rời khỏi tộc thì đều không có động tĩnh gì. Theo tình huống bình thường, với thực lực của mấy người kia có lẽ đã đến đăng thiên vực lâu rồi. Chẳng lẽ là lạc đường? Rất nhiều cao thủ muốn hóng hớt đều rất nghi ngờ. Ở một nơi khác, trong một tử quán ở phố đạo, có một thiếu niên ngồi tựa cửa sổ, uống rượu một mình. Thiếu niên mặc áo choàng xanh. Trên áo choàng thêu 9 con rồng, trông 9 con rồng rất sống động,
mặt mũi dữ tợn, muốn cắn người khác. Một người phụ nữ xinh đẹp nở nang ở sau quầy liên tục quan sát thiếu niên kia bằng ánh mắt tò mò, vì thiếu niên này rất lạ mặt, chưa từng thấy bao giờ, đương nhiên quan trọng nhất là cô ta không hề cảm nhận được hơi thở của hắn ta. Điều này rất bất bình thường. Lúc này, một người áo đen đột nhiên đi vào điện, người áo đen đi tới trước mặt người đàn ông, cung kính nói, ngũ điện chủ đã chết, bị tiêu diệt hoàn toàn, cửu điện chủ từng tiếp xúc với Diệp Quân, tặng thần giáp của gia tộc mình cho Diệp Quân, mục đích không rõ, bát điện chủ đã phục tùng Diệp Quân, hiện tại không biết tung tích. Ngoài ra, cửu kiếm đạo thiên đã đến, đang cầu kiến điện chủ. Thiếu niên cầm ly rượu trước mặt lên uống một ngụm lớn, không nói gì. Người áo đen lại nói, tứ thánh minh quân và bát Phật mật tàng vẫn đang trên đường đi, có lẽ ngày mai sẽ tới. Thiếu niên vẫn im lặng, chỉ gật nhẹ đầu, cho bọn họ vào đi. Người áo đen cung kính hành lễ, sau đó lặng lẽ lui xuống. Lúc này, chín kiếm tu lưng đeo hộp đựng kiếm đi vào trong tử quán, chín người đều mặc áo vải dày gai cùng một màu, lưng thẳng tắp, ai nấy đều như một thanh kiếm muốn ra khỏi vỏ, phong mang trên người cực kỳ sắc bén, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thấy chín người này, con người của người phụ nữ chợt co lại, thầm thấy hoảng hốt. Chín kiếm tu cảnh giới khai đạo. Còn nữa, điện chủ, thiếu niên trước mắt là một điện chủ của ác đạo điện ư. Chín kiếm tu cung kính hành lễ với thiếu niên, bái kiến đạo đế. Đạo đế, lúc này, người phụ nữ chợt nói với giọng điệu ngạc nhiên, ngươi. Ngươi là chiêu võ đạo đế, vô địch khắp trốn trong vũ trụ, đứng đầu thế giới chiêu võ thập phương. Hai thân phận, chiêu võ đạo đế, tứ điện chủ ác đạo điện. Lúc này trong lòng người phụ nữ xinh đẹp đang rất kinh ngạc. Chiêu võ đạo đế. Đa số người trên đời đều biết đến chín họ chiêu võ, nhưng rất ít ai biết đến chiêu võ đạo đế. Thật ra chiêu võ đạo đế còn có trước cả chín họ chiêu võ. Trước chín họ chiêu võ có một yêu nghiệt có 102, dựa vào bản lĩnh của mình nghịch thiên tiến lên, đột phá khai đạo, đạt đến trên khai đạo, sau đó sáng tạo ra nền văn minh huy hoàng trước giờ chưa từng có. Chính là nền văn minh chiêu võ. Người đó chính là chiêu võ đạo đế. Lúc đó chiêu võ đạo đế được gọi là vô địch toàn bộ vũ trụ, đứng đầu chiêu võ thập phương. Ở vũ trụ chiêu võ đạo đế này thật sự là một nhân vật truyền kỳ. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, nền văn minh chiêu võ do chiêu võ đạo đế thiết lập bỗng nhiên sa sút, chiêu võ đạo đế cũng không rõ tung tích. Nghe đồn nền văn minh chiêu võ và nền văn minh thiên hành đấu với nhau, chiêu võ đạo đế đã chết. Đương nhiên không ai biết được nguyên nhân thật sự cả. Sau khi chiêu võ đạo đế biến mất, trải qua rất nhiều năm, nền văn minh chiêu võ hình thành chín tộc chiêu võ, mà rất nhiều tộc trong chín tộc chiêu võ có thể phát tài đều là nhờ vào một vài truyền thừa chiêu võ đạo đế để lại năm đó. Người phụ nữ không ngờ cô ta lại gặp được nhân vật trong truyền thuyết này ở đây. Hơn nữa chiêu võ đạo đế này còn trở thành điện chủ của ác đạo điện. Còn trẻ tuổi như thế. Chuyện gì thế này? Người phụ nữ cảm thấy rất nghi ngờ. Lúc này, người đàn ông áo đen quay đầu nhìn người phụ nữ, cười nói, tộc thiên võ à? Người phụ nữ không dám thở ơ, vội vàng đi ra, cung kính hành lễ, cửu trưởng lão thiên võ tân của tộc thiên võ xin chào đạo đế. Người đàn ông áo đen cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nói, thiên võ thế bây giờ thế nào rồi? Thiên võ thế? Người phụ nữ thầm kinh ngạc, đây là tổ tông của tộc thiên võ bọn họ, cô ta vội nói tiền bối biết tiên tổ sao? Người đàn ông bình tĩnh đáp, năm đó thấy thiên phú và ngộ tính của ông ta không tệ, có tiện tay chỉ bảo. Người phụ nữ hoảng sợ, càng cung kính hơn, bẩm đạo đế. Tiên tổ đã chết trong trận chiến với nền văn minh thiên hành trước đây rồi. Nền văn minh thiên hành. Trong mắt người đàn ông áo đen lộ ra cảm xúc phức tạp, nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại, ông ta cầm ly rượu lên uống cạn. Người phụ nữ thấy thế thì vội vàng đi tới bên cạnh người đàn ông, sau đó tự mình rót rượu cho hắn ta. Người đàn ông cười nói, theo ta được biết thì đi kêu kia cũng đã đến đây rồi. Người phụ nữ gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông hỏi, cậu ta thế nào? Thiên võ tân trần trừ một lát mới nói, thật sự là một thiếu niên tài giỏi,
sức chiến đấu không tầm thường, nhưng đương nhiên không thể bằng một phần vạn của đạo đến được. Người đàn ông cười nói, người đánh giá hơi thấp Diệp công tử này rồi. Người phụ nữ cung kính đứng một bên không đáp. Người đàn ông lại nói, trước đây Triều Võ Đại Thần Sư từng tính cho ta một quẻ, nói sau khi ta sống lại qua 9 kiếp sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, ta sẽ tiến thêm một bước, trở thành người đứng đầu từ trước đến nay dưới nền văn minh thiên hành, nhưng nếu không vượt qua được thì đương nhiên sẽ phải chết. Sau đó ta lại nhờ ông ấy tính thêm cho ta một quẻ, muốn biết rốt cuộc là kiếp nạn gì, mà ông ấy chỉ nói với ta lúc ở kiếp thứ 9, ta sẽ gặp một thiếu niên. Nói đến đây, ông ta cười khẽ, kiếp này vừa khéo là kiếp thứ 9 của ta, ta vốn cứ tưởng kiếp nạn của mình là thiên tài tuyệt thế tên là Trần Tuế Nguyệt đến từ Quang Âm Tuế Nguyệt Tông kia, bây giờ xem ra có lẽ là Diệp công tử này. Người phụ nữ trầm giọng đáp, không thể nào là Diệp công tử kia được. Người áo đen hỏi với vẻ hứng thú, sao lại thế? Người phụ nữ giải thích, Diệp công tử kia đúng là khá có bản lĩnh, nhưng hắn chỉ có cảnh giới 10 phần thần tính, cảnh giới quá thấp, đừng nói là so sánh với tiền bối, còn thua xa cả Trần Tuế Nguyệt kia. Dù sao Trần Tuế Nguyệt cũng được gọi là sống vì đạo, thần thể Tuế Nguyệt trời sinh. Người đàn ông áo đen cười nói, vậy ta so sánh với Trần Tuế Nguyệt kia thì sao? Dứt lời. Không đợi người phụ nữ đáp, ông ta lại cười nói, câu hỏi này của ta thật sự hơi mất phong độ, ta so sánh với người trẻ tuổi chẳng khác nào bắt nạt người khác cả. Người phụ nữ trầm giọng nói, nghe đồn cha của Diệp Quân là cao thủ trên khai đạo. Người áo đen cười nói, trên khai đạo à, thật ra cũng chỉ có thế mà thôi. Người phụ nữ nheo mắt, không nói gì. Người áo đen cầm ly rượu uống một ngụm. Sau đó nói, tuy Diệp Quân này không bằng Trần Tuế Nguyệt kia, nhưng cũng không thể coi thường được. Người phụ nữ chợt cất lời, nếu tiền bối muốn giết Diệp Quân này, tộc Thiên Võ ta sẵn lòng ra sức giúp đỡ. Người đàn ông nhìn cô ta, trong đầu chợt dâng lên một suy nghĩ. Nếu có thể khiến 9 tộc Triều Võ này đều nghe theo mình thì chưa chắc không phải là chuyện tốt, dù sao bây giờ vì công pháp của mình mà thực lực của ông ta vẫn chưa lên đến thời kỳ đỉnh cao. Nếu có thể thu nhận một vài cao thủ cho mình thì có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, hơn nữa còn có thể giúp ông ta có nhiều quyền phát biểu hơn trong ác đạo minh. Đương nhiên nguyên nhất quan trọng nhất là ông ta hy vọng có nhiều người chứng kiến thời khắc huy hoàng nhất trong đời ông ta hơn. Kiếp nạn. Triều Võ Đại Thần Sư từng nói với ông ta kiếp thứ 9 có thể tạm lánh nạn, chỉ cần thoát được kiếp này, ông ta sẽ có thể phát triển thêm một bậc, đạt đến một độ cao khác. Nhưng ông ta không muốn lắm. Kiếp nạn không phải để tránh mà là để vượt qua. Triều Võ Đạo Đế ông ta phải nghênh đón khó khăn tiến lên, vượt qua tất cả kiếp nạn trên thế gian, đứng trên đỉnh thế gian bằng cách khí phách nhất. Triều Võ Đạo Đế thôi suy nghĩ, ông ta cười nói với người phụ nữ xinh đẹp, cô có thể tự quyết định à? Người phụ nữ trầm giọng đáp, không thể, nhưng ta tin tưởng gia chủ của mình sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất. Triều Võ Đạo Đế gật đầu, bảo gia chủ của cô đến gặp ta, còn nữa, giúp ta liên lạc với 8 họ còn lại, càng nhiều càng tốt. Người phụ nữ cúi chào, đang định rời đi thì Triều Võ Đạo Đế lại nói với bọn họ nếu đồng ý giúp đỡ, ta sẵn lòng chia sẻ, Triều Võ Kinh, với bọn họ, tu luyện quyển kinh này có thể đạt tới trên khai đạo. Nghe thấy thế, con người phụ nữ xinh đẹp co lại, sau đó lại cúi chào rồi xoay người rời đi. Lúc này, kiếm tu dẫn đầu đứng sau lưng người đàn ông chợt cất lời, đạo đế, muốn giết thiếu niên kia dễ như trở bàn tay, cần gì phải bảo bọn họ giúp chứ? Người đàn ông áo đen rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm rồi cười nói, nếu chỉ giết thiếu niên kia, ta cần gì ra lệnh cho các ngươi đi qua mấy chục nghìn tinh vực đến nơi này? Kiếm tu dẫn đầu khẽ nhíu mày, đạo đế muốn giết người đứng sau ông ta ư? Người đàn ông cười nói, lần này không chỉ muốn giết người sau lưng ông ta mà còn muốn giết cả chân thần ở chân vũ trụ kia nữa. Nếu không ngươi cho rằng một Diệp Quân đáng để ta tự mình ra mặt à? Kiếm tu dẫn đầu nói, ta nghe nói chân thần kia đã dùng nhân tính áp chế thần tính. Người đàn ông gật đầu, cười hỏi, đúng thế, sợ à? Kiếm tu bình tĩnh nói, chín sư huynh đệ ta chưa từng biết sợ là gì, khi nào ra tay? Đến lúc đó bảo chín sư huynh đệ ta ra tay xung phong, ta cũng muốn xem chân thần kia có bao nhiêu bản lĩnh.
Người đàn ông áo đen cười nói, không vội, giải quyết Diệp Quân này trước đã. Kiếm tu gật đầu, sau đó lui về một bên. Người đàn ông áo đen quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhếch môi, kiếp nạn của ta. Nói thật thì ta thấy hơi chờ mong đấy. Chấm. Thiên võ giới. Sau khi về đến thiên võ giới, người phụ nữ xinh đẹp lập tức tìm đến tộc trưởng đương nhiệm của tộc thiên võ là Thiên Võ Lăng, mà sau khi cô ta nói dự tính của mình ra, Thiên Võ Lăng lập tức triệu tập tất cả cao thủ cao cấp của tộc thiên võ hiện giờ. Trong thiên võ điện tập trung hơn 20 người, đều là những trưởng lão cốt cán nhất của tộc thiên võ. Thiên Võ Lăng nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, mọi người thấy sao? Lúc này, bên trái đột nhiên có một ông lão áo đen bước ra, ông lão trầm giọng nói, tộc trưởng, chuyện này nhìn ngoài mặt là một cơ hội lớn của tộc thiên võ chúng ta, nhưng ta lại có một nỗi lo về Diệp Quân kia. Thiên Võ Lăng gật đầu, nói tiếp đi. Ông lão áo đen nói, Diệp Quân này có thể khiến ác đạo minh bỏ ra nhiều công sức như thế chắc chắn là không đơn giản, mà bây giờ chúng ta không biết gì về thế lực và thực lực của người sau lưng hắn, nếu tùy tiện chọn phe thật sự hơi mạo hiểm. Thiên Võ Tân ở bên cạnh đứng dậy, tam trưởng lão, lo lắng của ông hoàn toàn là dư thừa, ta đã điều tra rõ, việc cha của Diệp Quân là cao thủ trên khai đạo chỉ là một tin đồn nhảm do tộc Tức Mặc cố ý truyền ra ngoài để đánh lừa dư luận, mê muội người khác, để người khác phải kiêng dè. Ông lão áo đen trầm giọng nói, lửa thiên hành kia. Thiên Võ Tân cười nói, ta cũng đã điều tra về lửa thiên hành rồi, đóm lửa thiên hành đó là giả. Do ông ta mô phỏng để lừa đối thủ. Không thì thử nghĩ xem, nếu là thật thì hắn ta ném thẳng về phía ác đạo minh chẳng phải là xong chuyện rồi à? Ông lão áo đen nhìn Thiên Võ Tân, cửu trưởng lão, theo ta được biết thập điện của ác đạo từng đi giết Diệp Quân, nhưng cuối cùng toàn quân đều chết hết, cô giải thích thế nào về chuyện này? Người phụ nữ cười đáp, chuyện này chẳng phải rất dễ giải thích à? Ta không nói là sau lưng Diệp Quân không có ai. Cũng không nói thực lực người đứng sau ông ta yếu, thực lực của người đứng sau ông ta chắc chắn là mạnh, nhưng chúng ta phải so sánh, tam trưởng lão, ông cảm thấy người đứng sau ông ta mạnh hay đạo đế mạnh? Ông lão im lặng. Đạo đế. Đây là một nhân vật truyền kỳ ở vũ trụ chiêu võ, năm đó cũng đã vô địch thiên hạ. Thiên Võ Tân nói tiếp, còn một điều nữa là đạo đế có thực lực như thế mà chỉ có thể làm tứ điện chủ của ác đạo minh. Thử nghĩ xem ba vị điện chủ đứng trước ngài ấy sẽ đáng sợ như thế nào. Nghe thấy thế, sắc mặt mọi người trong điện đều trở nên nặng nề. Đúng thế, bọn họ thật sự đã quên mất điều này. Ác đạo minh. Bọn họ không tiếp xúc nhiều với ác đạo minh, vì thế cũng không biết rốt cuộc ác đạo minh mạnh đến mức này, chỉ biết là thế lực này rất bí ẩn. Nhưng lần này theo sự xuất hiện của đạo đế, bọn họ phát hiện ác đạo minh này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của bọn họ không biết bao nhiêu lần. Năm đó vị đạo đế này từng được gọi là tồn tại vô địch vũ trụ, mà chỉ là tứ điện chủ ở ác đạo điện. Thật khó tin. Thiên Võ Tân quay đầu nhìn mọi người xung quanh, sau đó nói thêm, các vị, tộc thiên võ chúng ta muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao, nếu không có quý nhân giúp đỡ thì gần như là chuyện không thể nào. Mà lần này đạo đế và ác đạo minh chính là cơ hội của chúng ta phải nắm bắt cơ hội lần này, nếu không cả đời tộc thiên võ chúng ta cũng đừng hòng hy vọng trở về được thời kỳ đỉnh cao. Nói đến đây, cô ta nhìn tộc trưởng Thiên Võ Lăng ở cách đó không xa. Thiên Võ Lăng im lặng một lát rồi nói, lập tức triệu tập tất cả cao thủ cảnh giới khai đạo của gia tộc, một canh giờ sau xuất phát tới Đăng Thiên Vực. Tất cả cao thủ cảnh giới khai đạo. Mọi người đều hơi khiếp sợ. Thiên Võ Lăng híp mắt, không cực thì thôi, một khi cực thì phải được hết. Cực hết. Cực hết toàn bộ. Vào lúc tộc Thiên Võ tập trung tất cả cao thủ đi tới Đăng Thiên Vực, Thiên Võ Tân cũng rời khỏi tộc Thiên Võ, nhưng cô ta không đi tới Đăng Thiên Vực mà đi tới tộc Vu Mã để làm thuyết khách. Cũng không phải cô ta muốn làm thuyết khách, dù sao cơ duyên nghìn năm có một như thế, cô ta chỉ muốn tộc Thiên Võ độc chiếm nó mà thôi. Nhưng cũng đành chịu, đạo đế ra lệnh cho cô ta liên hệ với chín tộc chiêu võ, cô ta không dám cãi lời. Khi đi tới tộc Vu Mã, tộc trưởng Vu Mã Lạc của tộc Vu Mã đích thân nghênh đón cô ta. Trước đây giữa các tộc trong chín tộc chiêu võ thường có mâu thuẫn, thậm chí là không đội trời chung, nhưng tộc Vu Mã và tộc Thiên Võ vẫn khá là thân thiết,
dù sau đó tộc Vu Mã Sa Cơ thất thế, giữa hai tộc vẫn luôn giữ liên lạc. Khi người phụ nữ nói ra ý của mình, Vu Mã Lạc tỏ vẻ rất ngạc nhiên, tân trưởng lão, thật sự là đạo đế sao? Thiên Võ Tân gật đầu, chắc chắn không phải giả mạo. Vu Mã Lạc trầm giọng nói, không ngờ đạo đế vẫn chưa chết, càng không ngờ ngài ấy còn trở thành tứ điện chủ của ác đạo minh. Thiên Võ Tân bưng linh trà trên bàn lên nhấp nhẹ một ngụm, sau đó nói, Lạc tộc trưởng, hôm nay đạo đế trở về rõ ràng là một cơ hội của chúng ta, ông hiểu ý ta chứ? Vu Mã Lạc im lặng. Thiên Võ Tân cười nói với ông ta, ông đang lo lắng về Diệp Quân kia à? Vu Mã Lạc gật đầu, người này có thể công khai đối đầu với ác đạo minh, hơn nữa còn sống được đến bây giờ, chắc hẳn không phải là một người bình thường. Thiên Võ Tân cười nói, sau lưng người này thật sự có cao thủ, nhưng theo tình hình trước mắt, dù người đứng sau hắn ta có mạnh thì cũng không mạnh được bao nhiêu. Vu Mã Lạc hơi tò mò, vội hỏi, sao lại nói thế? Thiên Võ Tân không nhanh không chậm đáp đoán. Vu Mã Lạc nhìn Thiên Võ Tân, mẹ kiếp, sao giống nói linh tinh quá vậy? Thiên Võ Tân lại nói, Lạc tộc trưởng, đạo đến xuất thế có thể nói là cơ hội nghìn năm có một với các gia tộc lớn chúng ta, nếu mất đi cơ hội này, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Vu Mã Lạc ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, đạo đế còn nói gì nữa không? Thiên Võ Tân đặt chung trà xuống, cười đáp, nếu đồng ý giúp đỡ ngài ấy sẽ chia sẻ chiêu võ kinh. Chiêu võ kinh. Vu Mã Lạc lập tức không giữ được bình tĩnh, ông ta nhìn Thiên Võ Tân bằng ánh mắt ngạc nhiên, thật ư. Thiên Võ Tân gật đầu, đương nhiên rồi. Vu Mã Lạc siết chặt tay, trong lòng như có sóng gió cuộn trào. Chiêu võ kinh. Đây là công pháp đứng đầu trong thời đại nền văn minh chiêu võ, có thể giúp người khác đạt tới trên khai đạo. Ông ta biết, năm đó tổ tiên của chín họ Chiêu Vũ có thể đột phá trên khai đạo ít nhất có một nửa là vì chiêu võ kinh không hoàn chỉnh. Nhưng dù là chiêu võ kinh không hoàn chỉnh thì nó cũng là bí mật không truyền ra ngoài trong các tộc. Đây cũng là lý do vì sao năm đó sau khi thua trận, các tộc đã không còn ai có thể vượt qua khai đạo nữa. Vì không có con đường tu luyện, mà bây giờ chiêu võ kinh lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh. Vu Mã Lạc đè nén cảm giác kinh ngạc, sau đó lại nói, lời hứa của đạo đế có phải là thật không? Thiên Võ Tân nhìn về phía Vu Mã Lạc, ông cảm thấy với thân phận của đạo đế, ngài ấy cần nói dối à? Vu Mã Lạc gật đầu, đúng thế, là ta nông cạn quá. Thiên Võ Tân đứng dậy rồi nói, Lạc tộc trưởng, dù hơi bất kính như ta vẫn muốn nói, đạo đế có thực lực và thân phận như thế mà chỉ là tứ điện chủ ở ác đạo điện, ông nghĩ xem ác đạo minh này phải lợi hại đến mức nào. Vu Mã Lạc híp mắt. Thiên Võ Tân cười khẽ, sau đó nói, ông tự suy xét đi. Dứt lời, cô ta đứng dậy rời đi. Sau khi Thiên Võ Tân đi, một người đàn ông đi vào từ thiên điện, chính là đại trưởng lão Vu Mã Tiêu của tộc Vu Mã. Lão ta dẫn theo 4 cao thủ cảnh giới khai đạo đi dạo một vòng ở bên ngoài rồi trở về tộc Vu Mã luôn. Vu Mã Lạc trầm giọng hỏi, ông thấy thế nào? Vu Mã Tiêu đáp, ta khá là ngạc nhiên, không ngờ đạo đế vẫn còn sống. Vu Mã Lạc gật đầu, ta cũng rất bất ngờ. Vu Mã Tiêu nhìn về phía Vu Mã Lạc, tộc trưởng đã có quyết định rồi sao? Vu Mã Lạc lại gật đầu lần nữa, đây đúng là một cơ hội tuyệt vời nghìn năm có một với tộc Vu Mã chúng ta không thể đánh mất nó được. Vu Mã Tiêu im lặng. Vu Mã Lạc nhìn Vu Mã Tiêu, còn ông thì sao? Vu Mã Tiêu híp mắt, không giúp thì thôi, nếu muốn giúp thì phải điều động lực lượng cả tộc. Vu Mã Lạc cười nói, rất đúng ý ta. Dứt lời, ông ta đứng dậy, người đâu, lập tức triệu tập tất cả cao thủ cảnh giới khai đạo của tộc Vu Mã chúng ta, một canh giờ sau đi tới Đăng Thiên Vực. Không cược thì thôi, nếu đã cược thì phải cược lớn một chút. Cược hết toàn bộ. Sau khi rời khỏi tộc Vu Mã, người phụ nữ xinh đẹp đi tới tộc Tức Mặc, chuyến đi này cô ta đến 2 nơi, thứ nhất là tộc Tức Mặc, thứ hai là Lệ tộc. Vì trong 9 tộc chiêu võ, chỉ có tộc Tức Mặc, tộc Thiên Võ, tộc Vu Mã và Lệ tộc là hoạt động khá sôi nổi. Đa số các tộc khác đều khá kín tiếng, ví dụ như Thủy tộc,
tộc Thiên Võ cũng không biết được tung tích của bọn họ. Tộc trưởng Tức Mặc Phong của tộc Tức Mặc đích thân nghênh đón. Trong đại điện, Tức Mặc Phong ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh ông ta là Thiên Võ Tân. Ở bên dưới còn có một ông lão tóc bạc. Sau khi Thiên Võ Tân nói rõ mục đích của mình, Tức Mặc Phong cũng rất ngạc nhiên, ông ta cũng không ngờ Chiêu Võ Đạo Đế trong truyền thuyết kia vẫn còn sống, hơn nữa còn là tứ điện chủ của Ác Đạo Minh. Điều này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Phải biết rằng dù ở thời đại đỉnh cao của chín tộc Chiêu Võ Đạo Đế này cũng là một nhân vật như truyền thuyết. Thiên Võ Tân chợt nói, Phong tộc trưởng có suy nghĩ gì? Tức Mặc Phong ngẫm nghĩ rồi nói, đây là chuyện lớn, ta không thể không cẩn thận, vì thế ta còn cần bàn bạc với người trong tộc. Thiên Võ Tân nhìn thoáng qua Tức Mặc Phong, dù ngoài mặt vẫn giữ ý cười nhưng trong lòng lại hơi khinh bỉ, chẳng trách mấy năm qua, tộc Tức Mặc là sa sút nhanh nhất. Sợ trước sợ sau như thế sao có thể làm nên chuyện lớn được? Nên biết rằng phải tìm giàu sang trong nguy hiểm. Hơn nữa đây còn không phải nguy hiểm gì. Vừa nhìn đã biết chắc chắn sẽ thắng. Còn cần suy xét cái gì chứ? Thiên Võ Tân cười khẽ, được, nhưng ta muốn nhắc nhở Phong tộc trưởng một chút, theo ta được biết Tức Mặc Lan của tộc ông từng tiếp xúc với Diệp Quân kia ở Đăng Thiên Vực, hơn nữa còn đang giúp hắn ta tuyên truyền khắp nơi, lừa bịp giúp hắn ta, Phong tộc trưởng nên dạy dỗ đàng hoàng, đừng để cô ta gây ra họa lớn ngút trời cho tộc Tức Mặc, đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Dứt lời, cô ta đứng dậy rời đi. Sau khi Thiên Võ Tân đi, Tức Mặc Phong nhíu mày. Lúc này, ông lão tóc bạc bên dưới trầm giọng hỏi, tộc trưởng đang lo lắng vì điều gì vậy? Tức Mặc Phong đáp, chuyện này nhìn từ ngoài mặt là một cơ duyên lớn, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó khác thường, hơn nữa ông cũng hiểu tính Tiểu Lan đấy, con bé chắc chắn không phải người không có não. Nếu con bé đã chọn giúp đỡ Diệp công tử kia thì chắc chắn là có suy nghĩ của riêng mình. Ông lập tức gọi con bé về đây, ta muốn hỏi kỹ càng. Ông lão tóc bạc gật đầu, được. Dứt lời, ông ta đứng dậy rời đi. Nửa canh giờ sau, Tức Mặc Lan trở về tộc Tức Mặc. Tức Mặc Lan đứng trong điện, nhíu chặt mày, đạo đế. Tức Mặc Phong gật đầu, đúng vậy. Tức Mặc Lan nhíu mày, không nói một lời. Tức Mặc Phong lại hỏi, con từng tiếp xúc với Diệp công tử kia. Hắn ta rốt cuộc là một người thế nào? Tức Mặc Lan lỡ miệng nói, anh Tuấn. Nói đến đây, cô ta vội dừng lại. Tức Mặc Phong sửng sốt. Sắc mặt Tức Mặc Lan không thay đổi, cô ta nói tiếp, Diệp công tử này cực kỳ không đơn giản. Tức Mặc Phong vội hỏi, sao lại nói thế? Tức Mặc Lan giải thích, còn rất ít tiếp xúc với hắn ta, cũng không hiểu gì nhiều về thế lực sau lưng hắn ta. Nhưng con có thể chắc chắn người đứng sau hắn ta không hề đơn giản. Tức Mặc Phong thắc mắc, không đơn giản thế nào? Tức Mặc Lan chần chừ một lúc rồi đáp, trực giác. Tức Mặc Phong nhất thời cạn lời. Trực giác? Cái này không thể thuyết phục người khác được. Tức Mặc Lan cất lời, cha, người nghĩ xem, Ác Đạo Minh phái một vị tứ điện chủ đến giết hắn ta có ý nghĩa thế nào? Tức Mặc Phong trầm giọng nói. Nhưng đây là một cơ hội lớn với chúng ta, vì đạo đế kia sẵn lòng chia sẻ Chiêu Võ Kinh. Nếu tộc Tức Mặc chúng ta không tham gia, bỏ lỡ cơ hội này, thì thật sự không thể nào trở lại thời kỳ huy hoàng như năm đó nữa. Tức Mặc Lan chợt nói, không bằng chúng ta đi ngược đường đi. Tức Mặc Phong nhìn Tức Mặc Lan, đi ngược đường. Tức Mặc Lan gật đầu, chúng ta có thể cược, nhưng không cần cược lớn như thế, hơn nữa là không cược vào Ác Đạo Minh. Tức Mặc Lan trầm giọng nói rõ đi. Tức Mặc Lan nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai, sau đó nói, con và Diệp công tử kia coi như có chút quen biết, con có thể tiếp tục kết thân với hắn ta, cung cấp chút tin tức cho hắn ta, đương nhiên là lấy danh nghĩa cá nhân. Hơn nữa phải tiến hành lặng lẽ, dù sau này thật sự bại lộ, mọi người cũng có thể đuổi con khỏi gia tộc, phủi sạch quan hệ với con. Tức Mặc Phong hơi nghi ngờ, vì sao con muốn cược vào hắn ta? Tức Mặc Lan giải thích, có hai nguyên nhân, thứ nhất con tiếp xúc với Diệp công tử này, thấy hắn ta làm một người rất tốt, tuy là kiếm tu nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn chút nào, còn rất hào phóng, đối xử chân thành với người khác, là một người rất thân thiện. Thứ hai, cha nghĩ xem, người ngoài không xem trọng Diệp công tử này,
nhưng tộc Tức Mặc chúng ta lại xem trọng, nếu cược thắng, con nói nếu như cược thắng, vậy thì chúng ta lãi to rồi. Tức Mặc Phong im lặng. Đương nhiên ông ta hiểu đạo lý này, giống như đánh bạc vậy, tỷ lệ càng nhỏ bội số sẽ càng lớn, nếu cược thắng thì thật sự là lãi to. Đương nhiên cũng sẽ càng mạo hiểm hơn. Nhưng Tức Mặc Lan cũng đã nói chuyện này cô ta sẽ tự ra mặt, nếu sau này thật sự bại lộ, tộc Tức Mặc có thể đuổi cô ta khỏi gia tộc, phủi sạch quan hệ với cô ta. Có thể nói tộc Tức Mặc hoàn toàn không phải trả giá quá nhiều. Rất an toàn. Trả giá thấp nhất để thử giành lấy phú quý lớn nhất. Nghĩ vậy, Tức Mặc Phong không chần chừ nữa, nói ngay, được. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một lá bùa bí ẩn bay đến trước mặt Tức Mặc Lan, đây là bùa trấn tộc của tộc Tức Mặc ta, trong đó có một thần hồn tiên tổ để lại, còn mang theo bên ngoài, đề phòng bất trắc. Tức Mặc Lan không từ chối, cô ta nhận lấy lá bùa. Lúc này, Tức Mặc Phong chợt nói, Tiểu Lan, con sẽ mãi mãi là người của tộc Tức Mặc chúng ta, đúng không? Tức Mặc Lan gật đầu, đương nhiên rồi. Tức Mặc Phong cũng gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi đại điện, Tức Mặc Lan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có mấy đám mây đang lơ lửng, trời xanh thẳm như ngọc bích. Tức Mặc Lan chậm rãi nhắm mắt lại, lần này, cô ta không chỉ cược cho gia tộc mà còn cược cho bản thân mình nữa. Nếu thắng, muốn giành được chức gia chủ là quá dễ dàng. Đương nhiên bây giờ cô ta không chỉ cần chức gia chủ, mà còn muốn nhiều hơn thế nữa. Diệp Quân. Tức Mặc Lan hơi nhếch môi, người đàn ông này rất chất phác, chỉ cần cô ta sử dụng chút thủ đoạn, chắc chắn có thể khiến hắn một lòng phục tùng cô ta, nghe theo lệnh cô ta. Đàn ông đều dùng để chinh phục. Lệ tộc. Lệ tộc cực kỳ bí ẩn, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là gia tộc khiêm tốn trong 9 tộc chiêu võ. Khi Thiên Võ Tân đến lệ tộc, tộc trưởng lệ tộc đích thân đón tiếp. Trong điện, Thiên Võ Tân nhận lấy linh trà do người làm đã rót cho mình, nhấp một ngụm, sau đó ngạc nhiên nói, tộc trưởng Lệ Lăng, trà này thơm ngọt, ngon thật, uống vào cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua cổ, khí huyết dâng trào, một linh lực vô hình đi khắp cả người, sảng khoái vô cùng, tu vi tăng lên rất nhiều. Nói đến đây cô ta quay sang nhìn Lệ Lăng. Đây là trà tiên linh của lệ tộc à? Lệ Lăng cười nói, nó đó. Trà tiên linh bắt nguồn từ tiên linh thụ, nổi danh ngang ngửa tiên đạo thụ của thủy tộc, đều là thần vật bậc nhất của thế gian. Tất nhiên nếu ở vào thời điểm đỉnh cao năm đó, thứ này chỉ là bình thường với hai tộc, nhưng bây giờ nó vô cùng quý giá. Thiên Võ Tân ngợi khen, đúng là thần vật. Nói rồi cô ta đặt tách trà xuống, sau đó nói, Lăng tộc trưởng, thời gian có hạn. Ta nói thẳng vào vấn đề. Không giấu thì ông, lần này ta đến đây là muốn mang vận may cực lớn đến cho lệ tộc. Lệ Lăng hơi tò mò, vận may cực lớn. Thiên Võ Tân khẽ gật đầu, sau đó nói lại chuyện đạo đế lại xuất hiện trên thế gian. Sau khi nghe Thiên Võ Tân nói xong, Lệ Lăng cũng rất kinh ngạc, ông ta cũng không ngờ nhân vật như truyền thuyết trước kia đạo đế lại xuất hiện trên thế gian, hơn nữa còn trở thành tứ điện chủ của ác đạo minh. Thiên Võ Tân bỗng nói, Lăng tộc trưởng, theo ta được biết thế tử Lệ Hàn từng tiếp xúc với Diệp Quân à? Lệ Lăng hơi ngạc nhiên, có à? Thiên Võ Tân nói, Lăng tộc trưởng không biết ư? Lệ Lăng lắc đầu, ta không biết, nhưng tiếp xúc một chút chắc cũng không có gì nhỉ? Thiên Võ Tân cười nói, thế tử Lệ Hàn còn một thân phận nữa, chắc Lăng tộc trưởng biết nhỉ? Lệ Lăng hơi ngờ vực, còn một thân phận ư? Thiên Võ Tân nhíu mày, ông không biết à? Lệ Lăng cười khổ, từ nhỏ nó đã ra ngoài rèn luyện, ít khi liên hệ với bọn ta. Thiên Võ Tân trầm giọng nói, gã còn một thân phận nữa là cửu điện chủ của ác đạo minh. Cái gì? Lệ Lăng đứng phát dậy, đầy vẻ khó tin, nó còn gia nhập ác đạo minh hả? Thiên Võ Tân nhìn Lệ Lăng, thấy vẻ mặt đầy khó tin của Lệ Lăng không phải là giả vờ, lúc này mới không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào ông ta không biết thật? Thiên Võ Tân không nghĩ nữa, nói tiếp, Lăng tộc trưởng, đạo đế đã biết gã từng tiếp xúc với Diệp Quân, tất nhiên điều này không có nghĩa gì cả, dù sao tôi không tin thế tử Lệ Hàn sẽ phản bội lệ tộc và ác đạo minh. Tất nhiên. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ ngoài điện,
sau đó một thiếu niên bước vào. Người đến là Lệ Hàn. Lệ Hàn bước vào điện, sau đó mỉm cười nói, tân trưởng lão, mong cô về nói lại với tứ điện chủ là lúc giết Diệp Quân, lệ tộc ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp sức. Nghe thế Thiên Võ Tân mỉm cười nói, ta nói mà, sao Thế Tử Hàn có thể thông đồng với Diệp Quân được chứ? Ta đợi các vị ở Đăng Thiên Vực. Nói rồi cô ta xoay người đi. Sau khi Thiên Võ Tân rời đi, nụ cười trên môi Lệ Hàn dần biến mất. Lệ Lăng bỗng nói, Hàn Nhi, con từng tiếp xúc với Diệp Quân ư? Lệ Hàn gật đầu, ừ. Lệ Lăng nói, chuyện này có ẩn khúc à? Lệ Hàn lắc đầu, lệ tộc ta không thể tham dự vào chuyện này. Lệ Lăng khó hiểu, tại sao? Lệ Hàn khẽ nói, lai lịch của Diệp Quân cực kỳ đáng sợ. Lệ Lăng hỏi, đáng sợ hơn đạo đế và ác đạo minh à? Lệ Hàn khẽ nói, cha, đạo đế có thể trấn áp lửa thiên hành không? Lệ Lăng hơi do dự, sau đó nói, ta không biết. Lệ Hàn mỉm cười, người đằng sau Diệp Quân có thể. Lệ Lăng sửng sốt. Vẻ mặt Lệ Hàn hơi phức tạp, nếu không phải ngày đó con tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn quan sát lửa thiên hành ở khoảng cách gần, con cũng không tin lửa thiên hành sẽ bị người trấn áp. Không nói những cái khác, chỉ riêng điều này thôi, lệ tộc ta không có tư cách đối đầu với hắn. Năm đó tại sao lệ tộc suy vong? Bị nền văn minh thiên hành đánh. Năm đó một ngọn lửa thiên hành rơi xuống, bao nhiêu cường giả khai đạo của lệ tộc phải chết. Mà người đằng sau Diệp Quân có thể trấn áp lửa thiên hành. Huống chi bây giờ, ngay cả lệ tộc ở thời kỳ cực thịnh cũng không có tư cách làm kẻ thù của người ta, nếu bây giờ đi đối đầu với người ta, thế có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu. Lệ Lăng trầm giọng nói, nhưng người kia là đạo đế, con biết đấy, ông ta là cường giả trên cảnh giới khai đạo hàng thật giá thật, năm đó tạo ra một nền văn minh võ đạo hoàn toàn mới. Sở dĩ vũ trụ chiêu võ chúng ta nổi tiếng chư thiên vạn giới không phải vì chín tộc chiêu võ chúng ta, mà là vì ông ta, hơn nữa nghe đồn ông ta đã từng đấu với nền văn minh thiên hành. Lệ Hàn lắc đầu, con không nghĩ ông ta sẽ mạnh hơn người đằng sau Diệp Quân đâu. Lệ Lăng nói, sao lại nghĩ thế? Lệ Hàn bình tĩnh nói, ông ta mạnh hơn thế, sao chưa thấy ông ta trấn áp một ngọn lửa thiên hành nào? Lệ Hàn lại nói, con biết cha rất để tâm đến chiêu võ kinh, nhưng cha phải biết rõ một khi lệ tộc đưa ra lựa chọn lại không chọn đúng thì sẽ vạn kiếp bất phục. Lệ Lăng lặng thinh hồi lâu rồi nói, lệ tộc ta không giúp sức à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.